Ở những lần trước á, mình có nói anh em á là cuối năm này mình sẽ đánh theo phương pháp đó là bán tỉa, mình không có hao vào cuối năm. Thông thường năm nào mình đánh cũng vậy đó, và cuối năm thì mình ít khi nào mà mình hao lắm. Thông thường là mình cuối năm á là mình sẽ đánh theo phương pháp bán tỉa, tức là mỗi con sóng mà nó đau như thế này á thì mình sẽ kiếm từ 10 tới 30% lợi nhuận từ những cú đau như thế này. Mình không bán tỉa, là mình không hao, bởi vì cuối năm thì không biết chuyện gì nó sẽ. Còn mỗi người sẽ là một nhận định riêng và một cái cách chơi riêng. Cắt góc trái là sao? Mỗi người có một cái nhận định riêng và một cái cách chơi riêng, nên là không ai giống ai. Miễn làm sao cách chơi của mỗi người ra tiền thì là đúng, cách chơi của bạn không ra tiền thì bạn sai, cách chơi của mình ra tiền thì mình đúng, cách chơi của mình giúp mọi người kiếm được tiền thì mình đúng, cách chơi của bạn không giúp người ta kiếm ra được tiền là bạn sai. Nên là bạn có thể phản biện ok, nhưng mà đây là cách chơi của mình, cuối năm mình không bao giờ hao. Mình nhắc lại nha, đây là cách chơi của mình và mình không khuyến khích anh em chơi theo cách chơi của mình. Ai nghe thì nghe, còn ai không nghe thì thôi. Được chưa? Mình đánh cuối năm bằng phương pháp bán tỉa, mỗi con sóng giảm là mình kiếm khoảng 10 tới 30% lợi nhuận từ cái việc đau thôi, rồi mình té. Còn ai muốn hao gì đó, ai muốn gặp x2, x3, x4, x5 gì đó thì đó là việc của mọi người. Mình không chơi kiểu đó vào cuối năm. Thế thôi. Hiện tại BC theo nhận định của mình thấy tỷ lệ hồi ít nhất là khoảng 60%. Còn anh em nào bảo 100% thì đó là thánh rồi, mình không không mình mình thua lắm. Nên là hiện tại là BC nó đã đi đúng một phần, tức là nhịp giảm này, và hiện tại đã có tín hiệu đảo chiều tại khung H4. Đây là mô hình đảo chiều, đây là mô hình đảo chiều nến Morningstar. Hiện tại thì mình anh em có thể nhận thấy là BC khung H4 đang có dấu hiệu đảo chiều, đó là mình nến đảo chiều này, và volume hiện tại nó cũng khá là ok, volume hiện tại cũng khá là ok, nên khả năng cao trong vài giờ tới BTC sẽ tiếp tục tăng lên. Dự kiến nhịp tăng này sẽ hồi về đâu thì mình có đo Fibonacci ra rồi. Đây, đây là dự kiến các mốc mà nó sẽ hồi. Đây là mốc dự kiến nè, cản đầu tiên sẽ là 58.000, cản đầu tiên sẽ là 58.000, và dự kiến nhịp này nó sẽ hồi lên quanh khu vực là 59 tới 61.000. À, còn nếu có trường hợp thay đổi gì đó, có tin tức xấu hay là gì đó gãy luôn với cái vùng hỗ trợ hiện tại đó là 55.000, thì anh em sẽ thấy cái mốc ở dưới này. Rồi nha, nó sẽ có hai plan. Plan một là nó sẽ đi theo hướng này, plan hai là có thể khu vực này là khu vực trap và nó sẽ đi theo phương án B này, mình lên luôn. Được chưa? Cái đoạn mà 55 này này là cái đoạn của khung D. Khung D thì nãy mình có cho anh em thấy rồi đó, đó là khu vực đường MA89 của khung D. Đây là một vùng hỗ trợ khá là ok. Còn gãy hay không thì mình phải theo dõi mình mới biết được đây có phải là trap hay không. Đây là có phải là trap để rủ hàng hay không. Tuy nhiên anh em có thể quan sát thấy volume xả. Anh em thấy volume xả không? Từ vị trí 69.000 mà xuống tới vị trí 55.000. Volume xả hiện tại chưa có dấu hiệu mà vậy là ngừng lại ha. Anh em nhìn thấy volume xả rất là to, rất là lớn. Mình chỉ sợ là với cái lực mua như thế này thì cái lực mà nó hồi lên vùng 58 tới 59.000 tới 61.000 á hơi gian nan. Tạm thời thì BTC sẽ hồi, tạm thời BTC sẽ hồi thôi nha. Còn nó hồi về đâu thì mình phải theo dõi thì khi đó mình mới biết được nha. Đây là một chút tổng quan về thị trường cho về BTC cho anh em. Thì theo mình nghĩ á, giai đoạn này anh em nên chơi theo cái kiểu bán tiền như mình thì nó sẽ ok hơn là anh em chơi cái kiểu hao. Còn ok, mỗi người sẽ có một cái nhận định về cách chơi riêng. Mình thì mình chơi theo cái phương pháp đó và mình có thể kiếm được tiền. Còn anh em chơi cái theo cái kiểu nào thì anh em nghĩ sao anh em kiếm được tiền thì anh em chơi thôi. Đó là một chút sơ bộ về về Bitcoin trong ngày hôm nay và khả năng là ngày mai. Và có thể là nó sẽ có biến gì đó, mình sẽ update trên channel cho anh em. Cái plan này mình có vẽ cho anh em trên channel rồi, anh em có thể xem xét tham khảo nha. Đây là đường đi, nó sẽ có hai đường đi. Đây là đường số 1 và đây là đường số 2.
Mình thì mình dự đoán này, mình dự đoán này, ít nhất từ đây tới cuối tuần giá sẽ xoay quay, ít nhất từ đây tới cuối tuần giá sẽ xoay quay, và nó muốn hồi từ cái vị trí này lên cái vị trí này thì nó sẽ có một cái bài, đó là bài gì? Thả rồng rút chân. Nó sẽ có một cái bài, đó là bài thả rồng rút chân. Vì mình đánh BC nhiều rồi mình biết nó hay chơi cái bài đó lắm, tức là trước khi nó hồi hoặc là trước khi nó đâm gì đó, nó hay chơi cái bài đó là gì? Thả xuống, thả xuống. Ví dụ như anh em thường thường lâm lâm ở vị trí này đúng không, thường thường đánh theo Bryson á thì nhiều bạn sẽ lâm ở vị trí khoảng 50% cái nến này nè và SL cạnh dưới này đó. Mà trước khi nó hồi lên cái vị trí 59 đến 61 thì nó hay chơi cái bài này là thả râu xuống, nó quét hết cái những người người ta lông ở dưới đây nè, quét sạch hết luôn, sau đó nó mới hồi. Nó hay chơi cái bài đó lắm, anh em đấy dạo gần đây nó hay chơi cái bài đó. Ngày xưa năm 2019 thì nó chơi rất là nhiều cái bài này, rất là nhiều, nó chơi rất là nhiều luôn. Mà đánh bật thời điểm đó là mình thấy cái bài này rất là nhiều. Tuy nhiên là khoảng năm 2020 thì cái bài này nó ít được gặp lại. Tuy nhiên dạo gần đây thì nó bắt đầu xuất hiện lại rồi, dạo gần đây nó bắt đầu xuất hiện cái bài là kêu xong nó mới lên. Nên em chú ý vấn đề mà kêu nha. Gần đây có nhiều, mình trade mình để ý gần đây rất là nhiều. Bình thường là năm 2019 mình trade á, là nó có rất là liên tục luôn. Khi mà tới những cái vùng nhạy cảm á, tức là những cái vùng cản á, hỗ trợ hoặc là cản, nó sẽ chơi những cái bài này rất là nhiều. Ví dụ như nó lên đây nó bùm lên, nó đâm, nó bùm lên, nó dụ lâm đâm xuống rút chân, trong hồi nó xuống chỉ đâm xuống nó kéo thẳng lên cái này luôn. Giải pháp là gì đúng không? Giải pháp không có, chả có giải pháp đâu, chờ nó kêu xong mà nó đi theo một hướng nào đó để mình đi theo thế thôi, chứ chả có giải pháp gì nào ngoài những cái cú kêu đâu. Mình không thể nào mà cảm nhận được, mình không thể nào mà dự đoán được, mình chỉ có thể cảm nhận thôi. Nhưng mình chơi nhiều thì mình cảm nhận được, mình ngày xưa mình chơi nhiều mình cảm nhận được là những cái vùng này là những vùng có khả năng tỷ lệ kêu kêu rất là cao, thì mình chờ nó. Mình một là mình chấp nhận, mình bắt dao, mình đánh volume bé thôi, tức là ví dụ nè mình dự đoán là khả năng nó sẽ kêu cái đoạn này đi, thì mình sẽ thầm một cái lệnh cách ra một cách cái vị trí này một đoạn, mình bắt dao dưới đây này, tức là ví dụ nha 55.567 đúng không, mình sẽ cài long 55.200 đó. Ví dụ như mình cài long 55.200 để mình chờ nó kêu á, nó thả xuống mình rút rồi đó. Đây là cảm nhận của người đánh lâu thì người ta cảm nhận được cái này, gọi người ta gọi là gì? Phân tích cảm tính đó. Chứ không thể nào mà có giải pháp đâu. Còn không á, có một cái giải pháp như thế này, tức là anh em chờ nó kêu đi, ví dụ nó thập xuống nó kêu đúng không, nó hồi lên, rồi khi đó nó hồi thì anh em đi theo, bám theo một hướng mà anh em chơi như thế thì nó sẽ là giải pháp an toàn nhất cho anh em. Tức là anh em sẽ không đánh khi mà nó có những cái cú như thế, chờ nó kêu xong rồi nó đi theo một hướng nào đó, nó đi lên hoặc có đi xuống thì anh em bám theo anh em chơi, như thế thì nó sẽ an toàn hơn. Đó là một chút nhận định của mình về BTC. Rồi quay lại với cái chủ đề của ngày hôm nay, đó là hôm nay mình sẽ giao lưu với bạn Vĩnh. Sơn ơi bật mic cho Vĩnh đi Sơn ơi. Tiểu Vĩnh kìa. Em bật được mà. Ok, tắt mic cho của một số bạn đây. Ok, hôm nay mình sẽ giao lưu với lại bạn Tiểu Vĩnh nha. Giới thiệu về mình một tí đi Vĩnh ơi, cho anh em được biết. Em thì tên đầy đủ là Phan Tiểu Vĩnh. Đó, thì đến với cái HC và đánh chơi margin này thì cũng tầm khoảng chừng gần một năm rồi. Có gì? Hơn một năm, tầm khoảng cuối năm 2020 và đến hiện tại bây giờ. Cuối 2020 tức Yeah. là tới thời điểm hiện tại là cũng hơn à, là một năm, Năm. một năm chính thức một năm. Thì sau một năm đó thì em trải qua những cái mà khó khăn gì và những cái gì giúp em đạt được cái kết quả như ngày hôm nay? Cái mà khó khăn đầu tiên nhất của em đó là khi bước vào cái thị trường này á, là đầu tiên là em bắt đầu từ con số 0, ủa, em bắt đầu từ con số âm. Ok. Rồi khi mà em đến với margin á, em đến với chơi margin á và em biết đến HC á, là lúc đó em chả có một tí gọi Thông là qua gì, đâu, thông qua đâu mà em biết đến HC? thông em nhớ hình như hồi lần là xem trên YouTube, YouTube
cũng thấy ở cái em mới mày mò tìm đến vô và em bấm vô tất cả. Mới đầu là em vào là Facebook cấp cấp battle trước à, ok, trên nội tổng. trên nội tổng, rồi em mới tìm hiểu được là tới là margin thì em mới vào của margin của HC. Ok. Thì lúc đó là em đầu là không có một chút kiến thức gì hết, không có biết gì luôn. Và rồi em bắt đầu em học, em tìm hiểu, em học, em coi YouTube hàng ngày, tìm hiểu về tất cả mọi thứ. Và luôn là giống như kiểu là khi mà mỗi lần anh Châu hay là Mr. T cho kèo á, là em tự ngồi em soi là tại sao là anh Châu cho ngay cái chỗ này, anh Châu cho chỗ này là long, cho chỗ này là sọc, thì em tìm hiểu tất cả mọi thứ và bắt đầu là khi mà em biết được sơ sơ chút chút rồi thì em mới bắt đầu đi tập đi một số volume nhỏ để mình trải nghiệm cái thực tế nó như thế nào. Ok. Tiếp đi. Và theo cho anh hỏi này là khoảng thời gian đầu á, khi mà em bước tới mặt sinh này á và em trade, thì tổng cái số tiền em mà mất là bao nhiêu? Tổng cái số tiền mà từ trước giờ mà em trade tới thời điểm hiện tại em mất là Nếu bao nhiêu? nếu mà nói về cái số vốn á, cái số vốn mà em mất á, cái con số vốn mà em bỏ vô em mất á là tầm khoảng 200 đô, tầm khoảng 200 hai đô. 200 đô là cái con số đó là em đã dự phòng trước. Em đã dự À. phòng trước là em dự phòng là em bỏ là để mình Học. trải nghiệm thực tế và À. mình học ở trên cái market này nó như thế nào. Ok. À, Là rồi số đó là đó số là tiền mà em mất để cái có số được tiền mất. tổng cái số tiền mà em mất để có được ngày hôm nay là gỡ được 500 triệu. Không, nói về cái con số đó là cái con số vốn mà em mất, còn cái số lãi mà em trade hàng ngày á, Không không, cái anh chỉ hỏi cái số vốn em mất sau à, đó. cái số Số vốn vốn cái số vốn em là tầm khoảng em mất là tầm khoảng chừng 200 đô. đó, còn cái số lãi mà ví dụ như em trade trong quá trình trade á, mình sẽ có thắng có thua nhưng mà tổng kết được là em gỡ được 500 triệu. Thì đó là một cái bảng khác, tức là cái số vốn mà bước chân mình từ một người không có cái gì. Không có cái gì, xong mà bước vào thị trường này với cái đầu rỗng. Đúng không? Xong rồi bắt đầu học, tìm tòi, học hỏi từ YouTube, từ các anh đi trước. Hỏi tại sao ông này ông cho kèo rồi cái điểm này XL ngay vị trí này, tìm tòi học hỏi, xong bắt đầu mình lấy 200 đô đó mình trải nghiệm thực tế là mình so thử là cái cách người ta kèo và cái cách của người admin ra kèo thì nó có giống nhau hay không, nó khác nhau ở chỗ nào, và từ đó mình đúc kết ra được cái kinh nghiệm, cái phương pháp của ông này là tại ông cho ngay vị trí này nè, đúng theo cái cách của mình để học hỏi được này, rồi từ đó mình trải nghiệm train vài tháng mình mất 200 đô. Sau 200 đô đó rồi mình nạp thêm, chắc chắn là phải nạp thêm rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi mình nạp thêm, ví dụ như mình nạp thêm 200 đô nữa, mình suy nghĩ là nếu mà mình nạp 200 đô nữa mà mình thắng thì ok, còn trường hợp nếu mình thua thì cũng là phạm vi cho phép, chứ không phải là mình thua 200 đô sau đó bạn nạp vô 10.000 đô thì nó lại là một cái bài toán khác, tức là bạn ảo tưởng là 200 đô này tôi đã học được một rất là nhiều kiến thức rồi, tuy nhiên nó sẽ có những cái mảnh ghép khác và market nó sẽ luôn thay đổi. Market này sẽ luôn thay đổi nha anh em. Market không bao giờ đứng yên như vị trí ngày hôm nay. Anh em để ý nè, nếu anh em nào ở HC lâu, anh em sẽ hiểu thời 2019 market nó sẽ đi như thế nào. Thời 2019 anh em có biết không? Mình cho stop loss của con BTC và ETH á, riêng BTC nha. Stop loss chỉ là 30 cho tới 50 điểm thôi. Tức là ví dụ nha, BTC long 56.000, stop loss sẽ là 57.970. Không như ngày hôm nay là stop loss đâu 500 điểm, 400 điểm, 700 điểm, có thể là 1k điểm. Không hoàn toàn nha, nó khác nhau hoàn toàn. Ngày xưa ETH đúng không? Nó chạy chừng 3 điểm thôi. Anh em đánh x25 hoặc là x50 thôi là phần trăm nó nhảy rất là nhiều. Nhưng mà bữa nay anh em đánh x25 á, mà 10 điểm hay là 15 20 điểm thì nó chạy có rất là ít. Đó là market nó chạy rất, nó thay đổi rất là liên tục. Vì thế là mình phải cập nhật liên tục, chứ không phải là mình dậm chân tại một vị trí đó rồi
sau cái quá trình mà em mất $200 đó thì em có bị ảnh hưởng về tâm lý hay không? Cũng mất 200 đô đó thì tâm lý thì cũng có tâm lý, nhưng mà em đã chuẩn bị sẵn sàng cho em là cái tâm lý là đã mất rồi, nên nó cũng không quá gì gọi là nó nặng nề, nó không quá gì nặng nề lắm về cái tâm lý của em. Thì em chỉ có một cái là tâm lý là mình phải cố gắng như thế nào, mình sai ở cái chỗ điểm nào, mình sai ở chỗ điểm nào để mình khắc phục nó, mà mình viết nó lại từng từng ngày từng ngày từng ngày để hoàn thiện nó hơn, để có ngày hôm nay. Ok, cũng tốt đấy. Nói chung là bạn ấy có cố gắng tìm tòi học hỏi. Anh em mình luôn nhắc nhở cho anh em là thế này nè, khi các bạn muốn bước chân vào thị trường này để mà kiếm được tiền thì việc đầu tiên các bạn đừng nghĩ tới việc kiếm được tiền, mà các bạn hãy nghĩ rằng vào thị trường này việc đầu tiên của mình là gì? Giúp mình có một cái kiến thức, ít nhất là phải có một kiến thức trước. Sau khi có kiến thức đó, anh em bước tiếp theo anh em làm gì? Bước tiếp theo anh em dùng một số vốn nhỏ để anh em có thể trải nghiệm luyện tập. Chuyển hết lại cho anh đi Sơn ơi. Chuyển hết lại cho anh đi. Anh khó mỏng. Chuyển hết lại cho anh đi Sơn. Sau khi mà các bạn vào cái thị trường này á, thì ít nhất việc đầu tiên của các bạn là gì? Đầu tiên, mình khuyên nha. Đầu tiên, bạn hãy có một cái kiến thức. Bước thứ hai, dùng một số vốn nhỏ để trải nghiệm và học hỏi. Đừng vội kiếm được tiền. Đừng vội kiếm tiền. Nếu mà các bạn ham muốn kiếm được tiền nhanh thì mình chắc chắn rằng các bạn sẽ không bao giờ giữ được tiền. Bởi vì khi các bạn kiếm được tiền một cách dễ dàng thì các bạn rất là dễ bị chết. Bởi vì các bạn cứ nghĩ rằng tôi vào thị trường này hên quá, tôi vào đúng cái mùa luôn, đúng mùa uptrend luôn, tôi mua cái con gì cũng ăn. Tôi mua con gì cũng ăn, tôi mua con gì cũng ăn. Thì đơn giản quá. Tới khi các bạn có tiền rồi á, các bạn mới thấy là kiếm tiền dễ quá, thôi chơi tiếp. Tới khi sao? Tới khi mà market nó thay đổi á, các bạn không cập nhật được. Khi market thay đổi, các bạn không hề cập nhật được cái kiến thức gì để có thể phòng tránh và phòng ngừa cái việc giữ tiền của các bạn, thì cái kết quả của các bạn như thế nào thì các bạn sẽ tự hiểu. Bởi vì mình đã ở thị trường này khá là lâu rồi, mình vào thị trường này từ giữa 2016 ở thời điểm hiện tại là cũng gần hơn 5 năm rồi. Mình trải qua cái thời kỳ downtrend và thời kỳ uptrend là mình biết biết chắc được rằng các bạn đang ở vị trí nào, các bạn thiếu sót cái gì, các bạn cần bổ sung những cái gì để có giúp mình có thể đi xa được hơn. Còn nếu các bạn vào thị trường này với một cái tâm lý đó là gì? Vào giàu nhanh, giàu càng nhanh thì càng bị chết. Đó. Tiếp tục câu hỏi tiếp theo dành cho Vĩnh này là sau cái khoản nợ đó thì động lực nào mà giúp em quyết tâm là vào cái thị trường này mà để kiếm được tiền? Đầu tiên là khi mà em nợ đúng không? Em xem em một cái tâm lý và em có nghĩ rằng em vào thị trường này để em kiếm tiền để em trả nợ không? Khi mà em bước chân vào thị trường này á thì em tìm hiểu từ tất cả mọi thứ tới chơi margin, thì em mới cảm nhận được là cái margin này nè, nó có thể giúp mình Cái nào có một số tiền để mình trả, để mình trả được nợ. Thì lúc đó em mới quyết tâm em theo đuổi và em học tất cả mọi thứ để trang bị cho mình những cái kiến thức mà cần nhất á, là để trả được cái để kiếm được ra tiền và để trả nợ. thế thế cho anh hỏi nè, tại sao em không 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 nghĩ là em vào sự em ôm sự bó nó cũng là một cách kiếm tiền đúng không? Hay mà em chơi game hay là em chơi IDO cái thứ nó cũng kiếm được tiền mà, Tại nó cũng giúp em trả nợ mà đúng không? Tại sao lại em tại lại tìm tới mình về mặt dinh? tại đối với support á, thì em không có đủ cái thời gian mà để em không đủ thời gian
và không đủ cái sự kiên nhẫn để hold một đồng coin nào đó, và tới lúc đó là em cũng Nợ bắt giấy đầu à? rồi. Dạ đúng rồi, nợ giấy cũng bắt đầu tới cũng bắt đầu vô đây là từ con số âm nữa, nên không có Ok. cái đủ một cái số vốn mà để giống như kiểu hold một đồng coin nào đó mà Ít khi mà hai thì mình không. ít hai rồi này kia để đủ cái khoản phí cho mình phải À, nợ hết. ok, hiểu hiểu. Tức là với cái số nợ đó thì với cái khả năng thời điểm hiện tại, thời điểm đó, tức là cái số vốn của mình thời điểm đó nó khá là ít. Mà Dạ để đúng mà rồi. ví dụ như mình có 1.000 đô à, mày bây giờ x2 tức là có 2.000, nếu mà em ôm support một con nào đó x2 được 2.000, 2.000 đó mà đi trả nợ thì cũng hết, đúng Dạ. không? Với lại nếu mà ôm được một đồng coin mà X2 thì Lâu nó cũng lâu, à. cũng tầm khoảng chừng 1 tháng, nhanh nhất là cũng 1 tháng. Ok, hiểu rồi. Vậy là nên là em quyết định là dấn thân vào cái con đường đánh margin để mà Dạ kiếm đúng rồi. tiền nhanh. Dạ đúng rồi. Tuy nhiên nha, thì anh em lưu ý vấn đề này nha, nó sẽ có hai mặt ở cái câu trả lời của Vĩnh á. Thì mình thừa nhận giữa spot và margin thì cái margin nó có sức hút hơn, nó có sức hút hơn so với spot. Như cái phân tích của Vĩnh á thì mình hiểu được là đúng, bởi vì thứ nhất là nợ nó dí mà ôm spot thì khá là lâu, có con ôm vài tháng nó mới bay. Còn margin thì việc mình kiếm tiền hàng ngày, mình kiếm tiền hàng ngày và nó có thể trang trải cho mình. Ví dụ nợ nó dí mà bạn có kỹ năng, bạn có kiến thức, bạn có thể kiếm đều được mỗi ngày 100 đô, mỗi ngày 150 đô, mỗi ngày 200 đô, thì bạn dùng cái số tiền đó bạn trả nợ thì nó đỡ dí hơn, nó đỡ áp lực hơn so với cái việc mà bạn ôm support. Mình không khuyên là các bạn đánh margin để trả nợ nha, nhắc lại vấn đề này, mình không khuyên các bạn đánh margin để trả nợ, mà mình đang phân tích theo cái trực quan của mình, theo cái khả năng, theo cái nhìn nhận của mình. Tức là bạn xác định ngay từ đầu là nếu bạn ôm support thì cái thời gian nợ nó dí, còn bạn xác định bạn vào cái thị trường margin này để kiếm tiền hàng ngày để mình trả nợ dần 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 thì nó lại là khác. Tuy nhiên để mà làm được cái điều đó thì thứ nhất nó sẽ có rất là nhiều yếu tố. Đây là cái kinh nghiệm của mình, có thể ai nghe thì nghe, không nghe thì thôi nha. Thứ nhất là bạn phải nghiêm túc, bạn phải nghiêm túc với margin. Thứ hai, bạn phải trang bị cho mình rất là nhiều kiến thức, rất là nhiều kiến thức từ phân tích kỹ thuật, quản lý vốn, quản lý cảm xúc. Cái khó nhất là quản lý vốn và quản lý cảm xúc, đây là hai cái yếu tố rất là quan trọng. Bởi vì hiện tại nếu mà nhìn nhận theo của trường hợp của bạn Vĩnh thì hiện tại bạn Vĩnh bạn đang rơi vào cái trạng thái đó là trạng thái nợ, và bạn đang gánh trên đầu của mình đó là một khoản tâm lý khá là nặng. Khi bạn xác định bạn vào cái thị trường margin này thì bạn phải thật là cứng, nếu bạn không cứng bạn sẽ bị bật ngay, mình chắc chắn điều đó luôn. Bởi vì sao? Thứ nhất là bạn đang nợ mà bạn giúp bước vào thị trường margin này, thị trường rất là hút. Anh em nào đánh margin trong thị trường này anh em đều biết nó rất là hút, nó giống như kiểu đánh bạc vậy á. Nếu mà bạn không cứng, bạn không vững về tâm lý, chỉ cần bạn thua 1 đến 2 lệnh thôi thì những cái lệnh sau bạn gấp thép lên là bạn bay hết tài khoản. Bởi vì đôi khi bạn đánh ngược sóng thôi. Ví dụ nha, ví dụ bạn có 100 1.000 đô, bạn long con BTC này đây, ví dụ bạn long BTC, tuy nhiên BTC đang xả rất mạnh, bạn long BTC 200 đô, thua ban đầu bạn rất là bình tĩnh 200 đô nữa, thua cái thứ hai bắt đầu tâm lý sẽ không còn ổn định nữa, gấp lên thua 400 rồi, gấp lên còn bao nhiêu anh đi luôn, cú quyết định, một là tao gỡ què, hai là tao ăn, ba là thua luôn, tăng đòn bẩy, quản lý cảm xúc không được, con in vô cái thứ ba khi lực xả đang mạnh cháy rồi xong, coi như 1.000 đô để cho cái việc trả nợ thì coi như là bắt sạch. Nên là theo mình thì mình thấy là bạn Vĩnh này vẫn nát về vấn đề tâm lý, là bạn vẫn khá là vững và anh em nên học hỏi. Cho anh hỏi Vĩnh đó này, là mất bao lâu thì em có thể trade được thành thạo để mà kiếm được tiền? Để mà nói về
bắt đầu kiếm được tiền. Bắt đầu em bắt bắt đầu đầu kiếm được tiền á là tầm khoảng tháng tháng 2, tháng 3 của năm 2020, của năm 2021. 2021 tháng Dạ. 3, vậy là đầu mới mới đầu năm nay đúng không anh? Lúc lúc đó Dạ. đang dịch, đang dịch. Dạ. Thì em lúc đó là em có em cũng gọi là được gọi là cứng rồi đó. Là em có lập ra cho mình một cái, khi mà vừa bắt đầu vào đây luôn, em có lập ra cho mình một cái file Excel. Thì Ok. từng ngày em nhập cái con số trong cái tài khoản, trong cái tài khoản trade của em á, em nhập vào trong cái file Excel đó và em lập những cái cột là trong trong tháng, ngày 1, ngày 2, ngày 3 trong tháng. Ok. Thì ngày nào em cũng nhập vào cái con số đó bao nhiêu thì em nhập vào, thì khi mà cái con số của em nó trong cái file Excel nó thể hiện lên là một con số dương trong cả một tháng đó. À. Dạ. Yeah. Thì lúc đó là Tức là giống như cái bảng thống kê hàng ngày mà đúng rồi, Excel dạ up đúng dạ không? dạ đúng rồi, cái bảng thống kê, cái bảng thống kê hàng tháng của em á là ngày Ok. nào em cũng nhập nhập vào. Thì từ dần 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 em, từ lúc mà em chơi, em trau dồi kiến thức rồi này kia, em tìm hiểu rồi tất cả mọi thứ, thì dần dần cái con số, cái từ mới lúc đầu là bắt đầu là nó là con số âm thôi, số âm ngày nào càng càng ngày, ngày nó âm, âm, nhưng mà đến khi mà em cảm thấy cái con số của mình nó dương lại được, nó dương lại được là thì tầm khoảng là tháng 2, tháng 3 là lúc đó là em đã bắt đầu là kiếm được tiền. Ok. Anh em đừng có khinh thường cái bảng mà tổng kết của HC, những cái bảng mà đi đều vô á. Đấy, cái bảng đó anh em, nếu mà anh em mà chơi kỷ lục á, chơi theo dạng kiểu chơi chuyên nghiệp á, là anh em làm ở bảng đó mỗi ngày anh em chơi bao nhiêu lệnh đi là nào, đồng bảy bao nhiêu, vốn bao nhiêu, đi vào, nó cuối tháng anh em nhìn ra là anh em kiếm được bao nhiêu tiền, anh em tháng này anh em kiếm được bao nhiêu, tháng này anh em thua bao nhiêu. Thì từ đó anh em sẽ đưa ra những cái giải pháp mới cho bản thân của mình. Ví dụ tôi có 4.000 đô, tôi đi đều mỗi lần là 50 đô, đồng 7 của tôi là sẽ chia làm hai đồng 7 cố định luôn. Một entry 1 sẽ là x15, entry 2 sẽ là x30, đánh trong vòng một tháng rồi tổng kết ra coi thử tháng đó 1.000 đô nó sẽ tăng hay nó giảm. Trường hợp nếu nó giảm, xem lại thử là cái phương pháp của mình đánh á, nó đã hiệu quả hay chưa, nó sai chỗ nào, cần fix cái chỗ nào. Đấy, nếu trường hợp thứ hai, nếu với 1.000 đô đó cũng với cái bảng như thế mà một tháng bạn có thể kiếm được 15-20% lợi nhuận trên cái tổng vốn đó thì ok, bạn cố gắng mà phát huy. Còn còn nếu mà sai, quay lại cái trường hợp mình vừa nói sai, xem lại thì cách trade của mình hoặc là cách đánh của mình nó đã đúng hay chưa. Đây là đối với những một người nào người ta luyện, bản thân người ta luyện một mình thì nên làm, mình khuyên anh em nên làm. Xưa mình cũng làm nhưng mà tới thời điểm hiện tại thì mình không làm nữa, mình chỉ làm cho anh em làm theo thôi. Hiện tại là mình đánh, mình trade thì theo tính theo ngày thôi chứ nó không tính theo tháng nữa, ngày nào mình xào ngày đó, thế cho nó nhanh. Có tháng mình thua, có tháng mình ăn, nhưng mà tổng kết thì mình vẫn ăn. Anh em đừng có quan niệm rằng tháng này tôi không kiếm được tiền là tháng sau tôi sẽ không kiếm được tiền là sai nha. Các bạn có thể trade thua một tuần hai tuần nhưng mà tổng tháng bạn ăn thì kết quả bạn là thắng. Nên anh em đừng có tính một ngày, hôm nay ví dụ nha, mình chỉ tiêu của mình 1.000 đô, hôm nay mình chấp nhận mình thua 100 đô, mình nghỉ. Hôm nay tâm lý mình không ổn định, ok mình nghỉ đi mà mình đánh. Thứ nhất là tâm lý mình đâu ổn định đâu, đã tâm lý nó không ổn định rồi mà càng đánh càng thua. Bởi vì cái môn này là cái môn rất là hút, hiện tại thì đang uptrend thì anh em có thể là không ngó tới margin nha, nhưng mà khi thị trường downtrend tôi đố mấy ông kiếm được tiền là support à, rất là khó. Khi mà downtrend nó rất là khó, tức là bạn mua con nào nó tục tục à, cùng lắm mấy bạn mà như những cái ông mà how to die á, càng mua vào thời kỳ downtrend là càng chết, càng mua là càng tục, càng mua là càng tục. Đấy. Tính tới thời điểm hiện tại thì vẫn đã trả hết tổng cộng số nợ là 500 triệu đúng không? Dạ, Em 500 trả hết, đô. em trả hết 500 triệu này trong vòng bao lâu? Một năm không? Dạ cũng một, cũng xem cũng gần 1 năm, là hồi 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 hồi, hồi cuối tháng 10. Ủa, hồi bữa em có viết một cái bài Tháng là 10, tháng 10, tháng 10 tháng 10, tháng 10. tức là từ tháng 3 cho tới tháng 10. Từ tháng 3 là em bắt đầu em kiếm được tiền từ 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 machine này rồi, là em bắt đầu rút tiền để em trả nợ rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Thì từ tháng 3 tính là cũng được 7 tháng.
đúng Dạ. không? Dạ. Ok, khá đấy. Thế là bình quân một ngày là em cắt ao bao nhiêu và em trả bao nhiêu? Trung bình một ngày á, là em cút ao ra tầm khoảng là 200 200 đô, hay tầm 100 200 triệu. đô. Dạ, nhưng mà em được có một cái là may mắn, con cái á, là rơi vào ngay cái đợt dịch lúc mà phong tỏa, mà giãn cách xã hội lúc 3 tháng á, thì Ok, không có đi làm, không có đi làm ở nhà, ở nhà bao. với cái lúc đó là các chủ nợ người ta không có tính cái số lãi lên, nên em may mắn được ngay cái thời gian đó, và em tranh thủ em bào để em biết đó là cái cơ hội để cho mình trả nợ nhanh, thì em Ok. tranh thủ em bào để em trả nợ. Ok. Khá đấy. Vẫn đấy. Xét về tâm lý thì với cái số nợ như thế mà anh em mà vẫn cày trong vòng 7 tháng mà đã trả được hết cái đó là một con số là mình cũng ấn tượng đấy. Không phải ai cũng làm được đâu nha anh em. Có một số người người ta nợ như thế thì người ta rất là khó vì người ta ảnh hưởng tâm lý, và khi người ta không ảnh hưởng tâm lý người ta làm cái gì cũng thua đó. Với một số người người ta cầm tiền vào đây trên đầu lúc nào cũng ghi chữ nợ 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 nợ, người ta không có làm được cái gì cả nhưng mà vẫn làm được là ok đấy. Ok thì qua câu chuyện của Vĩnh á, thì anh em có câu hỏi gì giao lưu với Vĩnh không? Anh em nào có câu hỏi giao lưu thì có thể chat trên group hoặc là bật vẫy tay để mình mở mic cho anh em có thể giao lưu với Vĩnh. Anh em có thể học hỏi thêm. À, chia sẻ cách đi lên kìa. Đòn bẩy với volume. Cái việc mà cách đi lệnh của mình á, thì ở giai đoạn đầu á, nói này mình nói ra luôn là như kiểu cho mấy bạn mà người mới á, thì biết á, thường thường như là khi mà mới bắt đầu vào chơi á, bắt đầu vô tìm hiểu á, thì mỗi lần mình đi volume bé tầm khoảng 3 đến 4 đô thôi, mình quan sát, mình trải nghiệm, mình theo nó như thế nào, mình học hỏi, rồi đến khi mà mình vững rồi á, thì từ cái con số là 300 đô mình có thể duy trì lãi hàng ngày và cộng lên á, thì mình thường đi volume là 10 đô, ở cái số vốn là 300 đô, 10 đô mình lãi hàng ngày nó tích lũy lên. Và ở bắt đầu là khi mà số vốn mình đã có lãi lớn rồi á, thì bắt đầu là mình đi một cái volume lớn là 100 đô, 200 đô, như thường thường mình chơi với Hiếu, mấy bạn cũng ở trên HC, mấy bạn trong group mấy bạn cũng có thấy đó, mình thường thường mình up lên đó. Còn về đòn bẩy á, thì lúc mình cũng nghe theo tín hiệu từ của anh Châu thôi, mình cũng nghe theo tín hiệu là volume bé hay đòn bẩy bé gì đó, mình hoặc là những cái kèo mà tại cái thời điểm đó nó khá là xấu, nhưng mà mình vẫn muốn vào lệnh, thì mình đi volume bé lại, mình đi đòn bẩy bé lại. Thường thường là đối với như con ETH thì mình đi volume bé thì tầm khoảng chừng 20-30, còn như bình thường thì mình đi đòn bẩy là 40-50. Nói chung là theo mình nha, theo mình thì mình khuyên anh em thế này, ở vào thời điểm hiện tại đây là thị trường uptrend thì rất ít người tìm tới margin. Tuy nhiên nếu anh em xác định đây là thị trường mà anh em có thể gắn bó lâu dài vào nó thì mình khuyên anh em nên tìm hiểu dần đây. Có thể các bạn sẽ không nạp tiền qua thị trường này đâu, các bạn có thể luyện bằng demo cũng được. Tuy nhiên mình khuyên anh em nên tìm hiểu dần đây, bởi vì khi mà bước vào giai đoạn downtrend thì các bạn sẽ không thể nào ăn được ở thị trường spot, và lúc đó đó là lúc mà các bạn tìm kiếm cơ hội đầu tư, tìm kiếm cách kiếm tiền đường nào các bạn cũng qua margin thôi. Một là margin, hai là forex, mà hai margin và forex không khác nhau, giống nhau,
về bản chất nó là sử dụng đòn bẩy cả. Vào thời điểm đó, mình nhớ đây, cách đây là năm 2018, 2019, thời điểm đó mình cũng y chang như một số anh em vậy, rất là sợ về vaccine. Mình không dám đụng vào vaccine luôn, mình nghe thấy hai từ vaccine. Bởi vì thời điểm đó là ông anh của mình nợ mấy tỷ của vì vaccine, vì cháy tài khoản. Mình rất là sợ. Tuy nhiên thời điểm đó là thị trường downtrend và không có cái kỳ, không có cái thu nhập và kiếm được ở thị trường này. Và thời điểm đó là thời điểm MOM, đánh MOM á, đã cấp á là chính. Đây là mình bắt đầu quyết tâm là phải tìm hiểu được cái thằng này. Ở thời điểm hiện tại thì anh em lợi thế được cái là có mình hướng dẫn, có một số anh em, có một số admin hướng dẫn. Thì lợi thế hơn mình, ngày xưa mình đâu có ai dạy đó, mình bỏ tiền ra mình đánh mình cháy như 5.000 á. Tổng cái số tiền mà mình bắt ở thị trường này là 5.000. 5.000 đô á. Xong rồi mình cũng tự tìm tòi, mình tự học hỏi thôi. Rồi các anh đi trước á, người ta có kinh nghiệm á, mình học mỗi người ít từ đó mình tích lũy kinh nghiệm rằng. Các bạn ở thời điểm hiện tại các bạn không có thể sẽ không bỏ không cần bỏ tiền vào thị trường bạc đi làm gì. Các bạn có thể học. Học chưa bao giờ là đủ. Cứ học đi. Biết đâu sau này các bạn sẽ dùng tới. Đấy, đó là lời khuyên của mình dành cho những anh em mới mà xác định là gắn bó và muốn kiếm tiền từ thị trường này, thì mình khuyên anh em nên học trước. Học sau đó luyện demo, luyện demo cũng được. Hoặc là 100 đô vô luyện đánh 2-3 đô cũng được. Thôi đừng có hỏi cái câu đó. Đó, đây là mình khuyên dành cho những anh em mới nha. Ở thời điểm hiện tại thì các bạn có thể sẽ không nhảy qua mặt zin đâu, bởi vì thời điểm hiện tại là thời điểm uptrend nên là các bạn không đâu. Nhưng mà nếu mà lỡ nha, mình nói trường hợp lỡ nha, nếu mà thị trường downtrend, tức là các bạn đu đỉnh 1-2 năm gì đó, thì các bạn đường nào á, một các bạn sẽ đánh theo đa cấp, tức là MOM, hai là các bạn sẽ mò qua mặt zin. Và thời điểm mà các bạn mò qua mặt zin á thì các bạn thu xa người ta rồi, bởi vì người ta đã đi trước các bạn rồi, người ta đã học được những cái A, cái B, cái C, cái D rồi, người ta kiếm được tiền là khi đó người ta đã trải qua cái quá trình rèn luyện rồi. Thì thời điểm đó các bạn mới bay vào, các bạn học thì nó sẽ rất là lâu, nhưng mà không sao, bởi vì đây là thị trường margin, mà margin thì nó đi suốt ta cuộc đời luôn. Nếu các bạn không đánh được margin bên coi, các bạn có thể qua đánh forex, nó cũng là đồng bảy thôi, được chưa? Đây là mình khuyên anh em mới nên tìm hiểu, có thể sẽ không bỏ tiền vào chơi, nên tìm hiểu thôi, học trước cho mình có kiến thức cái đã, biết đâu sau này khi rơi vào trạng thái đó, khi thị trường rơi vào downtrend, kiến thức đó giúp bạn kiếm được tiền từ cái thị trường này, được chưa? Đó là lời khuyên của mình nha. Còn anh em có thể anh em sẽ phản bác ở uptrend thì tao cần gì, tao phải học làm gì cho mệt, mua con đại con nào A, B, C, ngày mai nó cũng tăng 70%, thế học làm gì cho mệt, đúng không? Chắc chắn là sẽ có một số người ta nói thế. Ok, các bạn có thể kiếm được tiền, tuy nhiên các bạn có giữ được tiền hay không, đó là một câu hỏi mà mình nghĩ là ở đây anh em nào ở lâu ở thị trường này đều có câu trả lời nha. Rồi tiếp theo câu hỏi này về cho Vĩnh này. Nè, có một câu hỏi này. Ban đầu Vĩnh vừa tìm hiểu, vừa theo tín hiệu của HC đúng không? Đúng rồi bạn. Mới ban đầu á, mình vào á là 100% là mình nói 100% thì hơi quá, 90% là mình theo kèo của HC hết. Tại vì lúc đó mình mới bước vào là mình biết HC đầu tiên mà. Mình biết anh Châu là đầu tiên. Thì mình chỉ ở HC suốt thôi, mình theo kèo của HC từ hồi nào tới bây giờ, kể cả đến khi mà bây giờ mình đã gọi là cứng rồi nha, và đã kiếm được tiền ở trong này, mình vẫn theo kèo của anh Châu và của HC. Nhưng mà được cái là khi mà đối với một số bạn mà người mới á, chưa có kiến thức gì quá nhiều á, thì nhằm cái thời điểm hiện tại mà cái thị trường nó xấu á,
và nó cái như cái là cái kèo ETH thì nó chuẩn bị về anh chi, nhưng mà lúc đó con BTC nó sập thì vào cái entry đó, nhưng mà mình nắm được, mình biết được thì tới lúc đó một là mình sẽ né, hoặc là mình có thể xử lý lệnh như thế nào để cho ít nhất là hòa và mình té, và để đảm bảo được cái số vốn số lại của mình là trên hết. Đúng rồi, cái này là mình nói đúng nè, tức là kèo kèo ra entry entry một entry hai SL, được chưa? Tuy nhiên đối với những anh em mà có kiến thức, đối với những anh em mình sẽ có hai, mình sẽ nói hai trường hợp cho các anh em hiểu nè. Nó sẽ có hai trường hợp như thế này. Trường hợp một, đối với những anh em có kiến thức, nếu anh em đánh anh coi ví dụ channel báo long ETH giá này SL này TP này, tuy nhiên khi ETH về entry đó mà một người có kiến thức họ sẽ nhìn nhìn vào đâu, nhìn vào con BTC xem thử BTC ở thời điểm hiện tại nằm vị trí nào. Nếu lực xả BTC ở thời điểm đó quá mạnh thì cái người có kiến thức đó họ sẽ không long con ETH. Bởi vì sao? Bởi vì BTC lực xả quá mạnh sẽ làm cho con ETH tụt mạnh hơn, có thể dẫn tới cái kết cục là stop loss thì người ta sẽ né được. Còn đối với những anh em mà mới thì có thể người ta sẽ xét limit luôn, sẽ xét limit luôn và nó sẽ kéo qua luôn, được chưa? Bởi vậy mình luôn luôn nhắc anh em rằng có kiến thức không bao giờ là sai, có kiến thức đây gì nó cũng rất là dễ, anh em kiếm tiền rất là thoải mái luôn. Anh em đi đâu cầm điện thoại kiến thức đúng không? Ok, buồn làm kiếm 50 đô 100 đô ok cách nào nghỉ nhẹ nhàng. Còn cái người không có kiến thức đúng không, kiếm tiền rất là khó mà giữ được tiền rất là khó nữa. Đấy, vì thế là mình khuyên anh em nên có kiến thức đây. HC có dạy free trên YouTube đó, anh em có thể học rồi sau đó anh em vào group chat anh em có thể giao lưu. Cái này cái không biết cái kia không biết thì anh em có thể hỏi anh em admin này, biết cái gì thì anh em sẽ chỉ cho anh em cái đó. Quan trọng là anh em có chịu học hỏi hay không. Đó, đó là lời khuyên của mình dành cho những anh em nào mà chưa biết hoặc thậm chí là muốn bước chân vào cái thị trường này thì tốt nhất là nên bổ sung kiến thức cho bản thân mình. Để làm gì? Thứ nhất là để tránh những trường hợp của những người khác, người ta call mà mình không biết cái gì. Được chưa? Người ta hay còn gọi là dắt mũi đấy. Đấy, để phòng tránh và bảo vệ tài sản của mình. Ok. Anh em có thể hỏi bất kỳ nha, hỏi cái gì cũng được, hỏi mình cũng được, hỏi hỏi bên Vĩnh cũng được. Mà hôm nay là giao lưu với bạn Vĩnh thì anh em đã hỏi Vĩnh nhiều hơn là làm thế nào mà để Vĩnh có thể về bờ như thế, động lực nào mà giúp Vĩnh như thế đấy, động lực nào mà giúp em có thể mà có cái động lực để mà cày future để mà về bờ Vĩnh. Cái động lực duy nhất của em đó là phải tự cứu bản thân mình thôi, phải tự tìm con đường mà để cứu bản thân của mình thôi. Chứ nó mà về mà mất cái số nợ như vậy thì nếu mà nói về mà đi làm như bình thường làm công ăn lương như bình thường thì nó cũng quá lâu, nhưng mà cái chưa chắc là đã trả được cái số nợ, nhưng mà lãi nó còn chồng lãi nữa, thì em nghĩ là cái động lực duy nhất đó là của em là duy nhất thôi, là phải tự tự cứu lấy bản thân của mình. Đúng rồi, nói chung là bản thân của mình tự cứu mình thôi chứ ai cứu mình. Chẳng lẽ bây giờ về về kêu ông bà già cứu, vợ lỡ ông bà già không có tiền sao, đúng không? Trường hợp như nhà ông bà già có tiền thì không nói, lỡ như ông bà già không có tiền thì làm sao mà cứu được mình, đúng không? Đó là vì tự mình nỗ lực, tự mình cố gắng, tự mình cần cù bù siêng năng, tự mình học hỏi, từ đó đúc kết ra những cái gì đó là mình cố gắng phấn đấu mỗi ngày để mình khắc phục cái hậu quả mà mình đã gây ra, thế thôi. Đó là động lực, tự mình giúp mình, tự mình cố gắng càng ngày càng đêm, làm ông trời ở trên nhìn xuống thấy, tự thấy cố gắng là may mắn sẽ tự đến với mình thôi. Còn mà lười thì mình làm sao mà có vụ mà thành công được. Anh Vĩnh hay dùng chỉ báo nào kìa? À, mình thường dùng chỉ báo giống như kiểu của anh Châu thôi, là em A34 và em A89. Nói chung là về đa phần tất cả các kiến thức của mình á, mình trade ở trong cái thị trường này hàng ngày á,
thì là năm cái video của HC mà anh Châu dạy đã up lên YouTube á, là mình xem đi xem lại hàng ngày, xem đi xem lại hàng ngày luôn, và mình try, mình trải nghiệm thực tế. Thì trong lúc mình trải nghiệm á, thì cái việc mà mình sai ở đâu á, mình không biết cái gì á, thì mình sẽ đi tìm hiểu thêm qua các YouTube hoặc là các anh đi trước, chẳng hạn như là anh Châu hoặc là trên các Google. Chơi đơn giản thôi anh em mà, chơi mình bạn em có thể nhìn thấy cái bản đồ mà cái biểu đồ của mình này, mình đâu có để gì phức tạp đâu nè. Rệt một rệt ai hai volume ba e ba ba tư bốn e ba tám chín hết vô đó. Nói chung là mỗi người có một phương pháp trade, tuy nhiên là kết quả trade là thắng hay thua thì thắng thì đúng, còn không thắng thì là sai. Còn phương pháp mỗi người sẽ khác nhau, có người sẽ sử dụng Elliott, có người sẽ sử dụng Ichimoku, nhưng kết quả là người ta kiếm được tiền là đúng thế thôi. Mình thì mình cảm thấy những cái phương pháp nó không hợp với mình nên mình không có sử dụng, nên là mình sử dụng cái phương pháp này cảm thấy mình cảm thấy hợp và có thể kiếm được tiền là mình sử dụng cái phương pháp này. Có thể anh em sẽ hợp nhưng mà anh em khác sẽ không hợp, đôi khi người ta bận thời gian người ta không có thì người ta sẽ chọn phương pháp khác, chứ người ta không chọn phương pháp này. Mình thì mình thích cái phương pháp này bởi vì mình chơi full time, ngày nào chơi ngày đó, ngày nào xài ngày đó, tức là ngày nào mình trade thì mình rút tiền ngày đó, mình không có ngâm lâu, mình không thích kiểu ngâm lâu. Cứ ngày nào 200-300 đô, 400-400 đô, 500 đô rồi xong rút thế thôi, thế cho nó nhanh gọn lẹ, tối tắt máy đi ngủ cho nó khỏe cái đầu. Đó là cái cách chơi của mình. Còn có trường hợp những anh em người ta bận, người ta treo lệnh á, đêm ngủ đôi khi quên gài SL á, đêm dạo này phiên phiên đêm nó rất là mạnh, phiên đêm nó chạy rất là ghê, là tỷ lệ kèo mà nó quét ban đêm nó khá là cao, nên là ban đêm thường là mình đi ngủ, mình không có chơi. Muốn học hỏi những sai lầm của anh gà bạn ơi, những sai lầm của em là gì gà? Mà những sai lầm là sai lầm sao? Sai lầm ở Những ở sai lầm trong khi mà cho bắt kép này, chứ không phải là ở ngoài không nói. Khi mà em bước chân vào thị trường này thì em mắc những cái sai lầm gì và ảnh hưởng vấn đề tiền bạc của mình đó. có cái một cái xe có cái sai lầm mà có lẽ là mình tới 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 bây giờ luôn á, là Theo lòng kèo mà tham. Lòng tham bởi vì tại sao mình thường mỗi khi mà anh Châu hay là tất cả các anh em ở trên HC á, đều muốn mình muốn chia sẻ cái bí quyết như thế nào này kia, thì mình luôn nói với mấy anh em đó là đặt ra cho mình một cái target ngày, mình được bao nhiêu là mình thỏa mãn, và mình mất bao nhiêu là mình chấp nhận được, dựa trên cái số volume thực tế của mình đó, cái tổng tiền của mình đi á. Ví dụ các bạn mà có 100 đô một ngày, tôi target của tôi là có thể kiếm được 50 đô là được rồi, thì 100 đô ngày kiếm 50 đô hả? ngày kiếm 50 đô, 50 đô, 30 đô gì đó. Gì 100 đô ngày kiếm 50 đô 30 đô ghê đấy, Ủa, hồi xưa em cũng chơi em cũng được mà. siêu lợi nhuận đấy. Không, đối với 100 đô mà một ngày kiếm 30 50 đô thì không phải là dễ nha, không phải là dễ thật. Ý nó là giống như kiểu là con cái con số ví dụ để cho các bạn dễ dễ hình dung ra thôi. Nhưng mà một số anh em người ta vốn nhỏ, người ta sẽ sai hiểu 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 nhầm cái vấn đề đó, hiểu không? Tức là với 100 đô thì các bạn có thể kiếm kiếm cho mình 5 đô tới 7 đô một ngày là quá ghê rồi thật. Bởi vì sao? Theo cái kinh nghiệm của mình, nếu vốn nhỏ các bạn trade không ăn thì các bạn đừng mơ mộng tới vốn lớn các bạn ăn. Tức 100 đô một tháng bạn không lòi ra 110 đô, tức 10% lợi nhuận, thì bạn đừng mơ bạn nạp vô 10.000 đô bạn kiếm được tiền. Tại vì tài khoản nhỏ bạn trade có ăn đâu, mà bạn đòi trade tài khoản to, đúng không? Tài khoản nhỏ bạn thua nó rất là thoải mái. Ok, tôi nạp 100 đô cùng lắm tôi thua thì tôi được cái bài học. 100 đô là 2,3 triệu, nhưng mà 10.000 đô là 230 triệu. Nếu một người mới mà bước vào thị trường này nạp 1.000 đô 100 đô và 10.000 đô để trade cùng với nhau, kết quả một tháng một ông cháy tài khoản, một ông cháy tài khoản luôn. Tức là hai tâm lý của hai ông nó khác nhau hoàn toàn. Một ông thu có 2,3 triệu, một ông thu 230 triệu. Bây giờ một ông có 100 đô, ơi 100 đô này ta học được rất là nhiều thứ,
từ cái cách back entry này, từ cách gài SL này, từ cái cách mà tại sao người ta cho kèo từ vị trí đó ABC đó. Còn trong khi ông 230 triệu kia, à, hôm qua tôi mới bóc bác họ 230 triệu rồi, má tiền đâu mà trả nợ cho, khổ ghê luôn. Giờ cái sao đây, giờ ai giúp tôi? Ờ, rất là nhiều bạn, rất là nhiều bạn inbox mình nói về vấn đề này, rất khá là nhiều đấy. Nên mình khuyên anh em nha, những người mới hoặc là những người chưa bước vào thị trường machine này, nếu xác định bước vào thị trường machine này, mình khuyên hãy bắt đầu từ con số nhỏ nhất là 100 đô trở xuống, đừng trai quá 100 đô nha. Đó là lời khuyên của mình dành cho những anh em mới. À, Vĩnh dùng Isle nha, không đánh cross nha. Vĩnh nó đánh bên Moon XPT, đánh bên bên future cũng vậy, dùng mua dùng Isle không à, không đánh cross. UHC được anh T chỉ nhiều, mà lúc gặp anh Vĩnh chỉ cho nhiều cái, Vĩnh tinh thần lắm. Tỷ lệ Q&L của anh Vĩnh là tầm bao nhiêu? Tỷ lệ thắng hả? Tỷ lệ thắng của Vĩnh là tầm bao nhiêu phần trăm ra? Dạ, bạn hỏi cái câu này sao biết được nè. Cái tỷ lệ đi lệnh hay sao? Không, bây giờ anh nói một cái ví dụ như thế này cho dễ hiểu nè. Tức là ví dụ vốn với vốn 1.000 đô thì một tháng em kiếm được khoảng nhiêu? Đặt cái ví dụ đơn giản vậy thôi. 1.000 đô thì một tháng mình kiếm được khoảng nhiêu? Một tháng em kiếm, một tháng em cũng cũng gần ít hai thôi, chứ cũng nói gần ít hai, nói chung là trên 60%, trên 60. Ok đấy, được chưa? Nói cái tỷ lệ thế thôi, tính cái số tổng số tiền ra cho nó dễ, đừng có hỏi tỷ lệ thắng bao nhiêu. Sẽ có tháng ăn tháng thua, nhưng mà tổng tháng thì có thể là win tỷ lệ là trên 60%, giờ tỷ lệ cao đấy, 60% lợi nhuận là siêu lợi nhuận rồi đó. Còn hơn MOM đấy, MOM chỉ có 30% tháng thôi, vẫn là kiếm được 60% là ghê. Nhưng mà anh em hiểu này, anh em đừng có nghĩ là ghê nha, anh em đừng có ảo tưởng nha. Đây là số tiền đối với số vốn bé. Nếu 10.000 đô mà kiếm 60% một tháng thì lại là một bài toán khác, hoặc 100.000 đô mà kiếm 60% thì lại là một bài toán khác. Anh em hiểu không, hiểu vấn đề chưa? Tức là cái số vốn càng lớn, cái áp lực của anh em sẽ càng cao, hiểu không? Nên là có thể 1.000 đô vẫn nó kiếm được 60% thì đúng, cái này mình sửa nặng. Tuy nhiên với 10.000 và 200 bạc, hoặc là 10.000 đô hoặc là 100.000 đô mà kiếm 60% thì nó không có ở nhà nó trai đâu, nó được Vietcombank hay là mấy ngân hàng lớn á, tuyển thẳng vô đó làm luôn rồi, đánh ăn chi phần trăm rồi. Do nên là đây là dành cho những số vốn vừa phải thôi, không phải số vốn to nhé, nên anh em đừng có hiểu nhầm. Nhưng anh em hiểu nhầm á, nhắc lại nha, đây là số vốn vừa phải chứ không phải là số vốn to. Vẫn chỉ học trên YouTube của HC hả? Trả lời kìa, học ở đâu kìa? Mình chỉ học ở trên cái YouTube 5 bài của anh Châu dạy á, mình nhai đi nhai lại, lúc đó mình có kiến thức, và khi mà mình trai á hàng ngày á, mình trải nghiệm thì mình mắc lỗi chỗ nào mình đi tìm hiểu những cái đó tiếp theo, và dần dần tiếp theo vậy. Ok, tỷ lệ RR một lệnh của Vĩnh ban đầu là như thế nào? Tỷ lệ RR kìa, tức là tỷ lệ thắng và tỷ lệ thua á, tức là em vào SL bao nhiêu phần trăm và em ăn tỷ lệ như nào? RR 1:1 hay RR 1:2, tức thua 1 ăn 2 hay là thua 1 ăn 1? Vĩnh có bao giờ đánh hao qua đêm không hay chỉ đánh scalping? Dạ, trả lời kìa Vĩnh. Dạ, em mới bị rớt mạng. Tỷ lệ RR là một bao nhiêu kìa? 1:2, 1:2 hay 1:1 hay là sao? RR lệnh hả anh? Đúng rồi. Thường thường á, như hồi lúc trước sống á, thì sống à. Cái này mình như hồi lúc trước á, là mình có đặt luôn cái target lệnh trong cho bản thân của mình luôn. Là ví dụ nha, là một
mình đánh một lệnh 100 đô, mình đánh một lệnh 100 đô đi, thì không cần biết là cái TB nó bao nhiêu, cứ một Có 10 lệnh đô một tầm, chốt. cứ vô cái mốc là từng tầm khoảng chừng 25 đến 20 đến 25% là mình chốt, để việc đầu tiên là mình có được cái lãi, có được cái lợi nhuận trước. Và cứ tất cả các kèo, ví dụ như là mình đặt ra target một ngày của mình là 10 đô đi, một ngày của mình là 10 đô đi, thì cứ một lệnh như vậy mình chia nhỏ ra, cứ một lệnh như vậy là tầm 20% là mình chốt, thì 20% một chốt thì tầm khoảng chừng 2 3 lệnh, 5 6 lệnh gì đó mình đủ được cái target của mình thì là mình nghỉ, mình không có vào cái, mình không có tham, mình không có vào lệnh thêm nữa, đủ cái target ngày của mình là mình nghỉ. Chứ mình thường thường á, mấy anh em mà có ở trên HC á, HC lâu á, thì có biết được mình chơi, thường chơi với Hiếu là với mấy anh em lúc trước á, thường nói thường chọc mình á, là có thấy chọc mình á là dính dính chốt non rồi, mấy anh em tha hồ đó gồng, là thường thường là cứ mấy anh em cứ thấy là mình tới cái tầm khoảng chừng cái từng 20 đến 25% là mình chốt, 20 đến 25% là mình chốt, à mình không có gồng, tại vì trong cái lúc đó mà mình tâm lý của mình là đang cần tiền để trả nợ, thì việc đầu tiên của mình là phải giữ được tiền trước đã. Ok giờ ok câu trả lời cho. Có bao giờ đánh hao qua đêm không Không, hay chỉ đánh scalping? mình ít khi nào hâu qua đêm lắm, không có khi nào hâu qua đêm, mình đánh scat, mình đánh scat trong ngày không à. Nói chung là hao qua đêm thì cũng có, tuy nhiên là những cái kèo đó thì hiện tại thì do Cái những cái áp hiện lực trả nợ nên là nó không không có cái vấn đề đó đâu. Sau này thì có, nhưng mà hiện tại là thời điểm mà đó của Vĩnh thì mình nghĩ là không. Tại vì hao qua đêm mà đôi khi đang lời 200-300 đô nó mất, nó về mo luôn thì nó rất là tiếc. Tại vì anh em mới hiểu rằng thời điểm đó là thời điểm của Vĩnh đang trả nợ chứ không phải là thời điểm Vĩnh đầu thoải mái đầu óc, nên là cái việc hao qua đêm với Vĩnh là một việc rất là xa xỉ. Và mình nghĩ rằng tương lai thì khả năng là sẽ có, bởi vì lúc này tâm lý của bạn nó khác rồi, khác cái thời điểm mà bạn đánh và thời điểm mà bạn đang nợ, hiểu không? Nên là mình nghĩ là ok vẫn được, vẫn một phương pháp này. Tuy nhiên thay vì mình đánh khung bé thì mình chuyển qua khung lớn. Ok, mình thấy khung lớn đẹp, volume mua to và có tín hiệu đảo chiều lên thì mình múc. Ví dụ như mình cho anh em long BTC này, ví dụ sáng mình cho anh em long BTC có public qua channel của channel tổng đấy, mình kêu anh em long ở vị trí là 55.800, 55.600, SL 55.500, được chưa? Có đôi khi anh em sẽ bắt đáy, còn anh em mình kêu là anh em nào gồng, nhất định gồng á, một là hòa, hai là ăn bắt đáy. Anh em nào bắt đáy được thì ngon. Tới thời điểm hiện tại là bao nhiêu, hai hơn 2.000 giá rồi nè. Có người người ta gồng được, nhưng mà gồng ở một cái tâm lý đó là người ta đã có lời rồi, tức là trong trước khi người ta gồng á là ngày hôm đó là người ta đã kiếm được tiền rồi. Ví dụ như tỷ tiêu của người ta là 50 đô, ok tôi kiếm được 50 đô rồi, tôi vào được cái lệnh này gồng kéo stop lưu chương đang gồng, dù trường hợp nó quay lại nó cắn thì sao cũng có được 50 đô trong ngày rồi, tôi cũng đâu có bị gì đâu, nếu mà mình đi đúng theo thì có thêm đó. Quy trình vào lệnh kìa, quy trình vào một lệnh tức là tìm một kèo và vào lệnh như thế nào. Thì vào một lệnh đối với mình thì thường thường như lúc trước mình cũng hay chơi, mình chơi toàn là theo kèo của anh Châu và kèo của HC thôi. Còn như như mình á, mình ở số vốn, ví dụ như là mình ở số vốn của 100 đô đi, thì mình vào cái kèo đó tầm khoảng chừng 5 đến 10 đô. 5 đến 10 đô. Để ở cái việc đầu tiên ở trong cái thị trường này á, các bạn muốn kiếm được tiền á là các bạn phải giữ được tiền trước đi, để đảm bảo được cái số vốn và cái rủi ro mà bạn mất á, nó giảm xuống được nhiều nhất có thể. Thì hàng ngày, từng ngày nó trôi qua thì cái việc lợi nhuận của bạn nó sẽ không cao, nhưng mà nó đảm bảo được cái từng ngày nó. Tính dài hạn Dạ. à, tức là anh em ăn ít nhưng mà anh em ăn dài, còn đỡ hơn anh em ăn nhiều mà anh em đau bụng đấy. Hiểu đơn giản như vậy thôi.
tức là anh em ăn ít thì sau này anh em sẽ có ăn nhiều. Nhưng mà nếu mà anh em ăn nhiều mà anh em không giữ được thì anh em cũng sẽ toan. Đó, đơn giản giải thích vậy cho nó ngắn gọn. Bình thường vẫn đi một lần mấy lệnh và kết thúc một lệnh mới hay đi tiếp hay sao? Đúng rồi. Tại vì cái này là của mình là đánh scalp, mà thường thì những cái kèo như mình đi theo kèo của anh Châu á, thì mình chỉ vào một lệnh ở một cái entry mà anh Châu cho. Khi nào mà cái trường hợp mà nó thị trường nó biến động nó xấu, hay là cái lệnh đó của mình nó đang bị xấu quá, thì mình sẽ dùng một lệnh DCK thêm để cứu lại ít nhất là hòa. Đó là người ta gọi là cách xử lý tình huống anh em. Ngoài cái kỹ năng tích cực ra, đôi khi anh em bắt buộc phải có cần những cái kỹ năng xử lý tình huống, biến từ thua thành hòa, biến từ thua nhiều thành thua ít. Đấy, đỡ bị tâm lý, để từ đó là anh tâm lý của anh em nó sẽ thoải mái. Ca ngày 500 đô luôn. Có channel nha, có channel nha ngoài. Channel HC Capital Margin á. Sao ơi, gửi cho cái link channel có lại group chat cho trên lên chat đi em. Win 15 đô đến 20 x trên 50 target sẽ được 50 đô một ngày nhá. Bỏ đi 15 người. Bỏ ít 150 đi 15 người. Anh em mới vào thì mình khuyên là đánh ít 25 hoặc ít 30 chữ số thôi, đừng đánh ít to. Khi nào anh em đủ kiến thức, đủ vững thì anh em muốn đánh sao đánh. Còn những người mới hoặc là những người mới tập tành thì mình khuyên không nên. Trong đô này trải nghiệm được. Chủ yếu anh hay nhìn nến bao nhiêu phút kìa? Thường là mình sử dụng nến M5. M5. M5 với M3. M5, M3, M1. Nó đến scalp pin. Nhưng mà theo mình nha, nghe này, xác định xu hướng ở khung lớn, tức khung H1, H4. Sau đó vào những khung bé hơn, tìm điểm vào và stop loss. Được chưa? Tức là xác định xu hướng chính của khung H4, đó là ví dụ xuống tăng hay xuống giảm. Thì mình ưu tiên đánh xu hướng đánh như thế nào, ví dụ như ngày hôm nay xu hướng giảm thì ưu tiên đánh sọt nhiều hơn long. Long thì long ngắn thôi. Đấy, như vậy. Năm video đó tiêu đề là gì? Bạn cứ search là HC Capital, sau đó bạn vô đó bạn tìm cái những cái video học á, dạy học trong đó là có tập 1, tập 2, tập 3, tập 4, tập 5. Hướng dẫn cách DCA với cách vào lệnh kìa. Cái này thì bạn nên lên group chat nha. Cái này thì lên group chat thì nó sẽ rõ hơn. Revit thì có cách hướng dẫn đi lệnh DCA như thế nào đâu, có hết. Nên là anh em nào có muốn học hỏi thì có thể chat lên group chat nha. Anh vẫn thường đánh khung giờ nào trong ngày hay là thích là múc? Thường thì có sống thì mình chơi à. Nói chung là đơn giản thế này. Thường á thì mình đánh vào những khung giờ chuẩn bị đóng đến H4, ví dụ này. Sáng 7 giờ sáng. Trưa 11 giờ trưa, chiều 15 giờ chiều, tối tầm 19 giờ đêm, 21 giờ đêm và 3 giờ sáng. Đó là những cái khung giờ chuyển phiên á, đó là những khung giờ nó rất dễ biến động. Ngoài ra có những lúc mà thị trường biến động mạnh thì mình vô mình chơi thôi. Với thị trường biến động mạnh thì mình vô mình múc. Ví dụ như tối nay nãy giờ này có những cái cú sóng ngon nè. Đó, chỉnh xuống múc lên thôi. Anh em nhìn thấy không? Ví dụ BC này, ETH này. Mình cứ cho anh em nãy anh em long ở giá là 412 nè, nó về 4131 nè. Để mình cho anh em long khi mà nó về lại test lại em ngay chỗ vị trí này. Có cho kèo bên channel Revit đó là long ETH ở giá 412 tới 410 mà nó về có 4131 à. Đúng về 4131, bên này hình như về 31.4 mé. Nó không về 2x, 2 về x nãy giờ anh em mình hấp được cú này nè. Đó, ví dụ như anh em long được cái vị trí này đây, xuống 2x đi. Mình sẽ set up một kèo long ngay vị trí này, SL dưới đây. Rồi TP dự kiến nó sẽ lên tầm kháng cự gần nhất nè, đây là kháng cự gần nhất nè.
Đó. Tôi chạy trước, mình ăn trước kháng cự thôi. Đó. Thấy không? Nãy thiếu một giá lại về entry rồi. Đúng rồi, nhiều khi em đợi sóng thường đó là những cái khung giờ mình nhắc lại nha. Sáng 7 giờ, trưa 11 giờ, chiều 15 giờ, tối 17 giờ, khuya 19 21 giờ. Ấy, khuya là 23 giờ. Và rạng sáng ngày hôm sau đó là 3 giờ sáng, đó là những khung giờ chuyển biến, chuyển khung chuyển cắm đến H4 á, những khung giờ đó rất biến động rất là mạnh. Đó, anh em đánh là canh muốn đánh sóng mạnh hay không mà nằm ở những khung giờ đó. Cách anh vẫn chọn một coi để đánh dễ lắm, cách đơn giản mà vẫn nó chọn coi đánh là cái con nào mà nó bùm hoặc là con nào nó đùm là nó vô đánh. Đó là cách đơn giản nhất mà mình đã chỉ anh em rồi. Thiệt, cái cách này mình đã chỉ anh em rồi. Cách đơn giản nhất bạn không cần phải phân tích tất cả một đống coi ở trên sàn. Đơn giản nhất này, thị trường đang bình thường đúng không? Có một con nào bùm và tin tức thì anh em bay vào, anh em tìm con đó, ví dụ như con ETH này đúng không? Anh em nhìn này, mình ví dụ cho anh em thực tế luôn nè. Ví dụ con ETH đúng không? Nó sideway, có phải là dưới đây là cái đoạn sideway không? Bây giờ anh em nhìn nè, có phải là dưới đây là đoạn sideway không? Anh em trả lời à. Có phải cái đoạn mà mình control này là đoạn sideway hay không? Đúng không? Nào đúng là không mình đúng nha. Có phải cái đoạn mình control bằng vàng này này là đoạn nó đang sideway hay không? Anh em nhìn thấy không? Đó, ETH á. Có thể một số anh em mới thì người ta không biết, còn những anh em mà đã trade rồi thì biết đúng không, nó đang đi xe quay trong cái đoạn này đúng không? Ok chưa? Đấy, được chưa? Bây giờ tôi không trade trong cái đoạn này, hoặc là tôi có trade nhưng mà tôi trade đánh được kiểu lên xuống thôi. Ok chưa? Rồi sau khi đó nó phá qua này lại về, có phải là nó phá xu hướng xe quay chỉ thành xu hướng tăng không? Đúng không? Anh nào đúng thì không mình đúng nha. Có phải là nó phá từ xu hướng xe quay này sang xu hướng tăng đúng không? Đúng chưa? Chuyển từ xu hướng sideways sang xu hướng tăng. Đúng không? Vậy lúc này anh em làm gì tiếp theo? Mình cho anh em những câu hỏi này. Vậy lúc này anh em làm gì để kiếm được tiền? Đó, đặt câu hỏi đó cho anh em. Cho anh em tự biết, tự anh em trả lời thì khi đó anh em động não thì anh em sẽ có kiến thức, đúng không? Trời hồi 15 chính xác. Đúng không? Mà cái kiến thức này mình dạy anh em trên YouTube chưa? Dạy rồi. Vậy rồi nha, anh em có thể đọc lại. Đó là gì? Nến nằm trên xu hướng, nằm trên MA34 và MA89. MA34 cắt MA89 đi lên. Nến nằm trên thể hiện xu hướng về tăng. Được chưa? Đúng không? Anh em đánh ngắn anh em có thể ăn được mà. Đúng không? Chờ về đâu test, chờ về test lại đường MA34 và MA89. Múc lên. Ok chưa? Lúc này anh em stop loss ở đâu? Quan trọng là lúc này anh em phải biết là stop loss nằm ở vị trí nào. Để lỡ mà nếu mà trường hợp mình sai đi thì mình biết điểm cắt lỗ là chỗ nào, đúng không? Vậy nha, nguyên cái hình này mình đòi hỏi những kỹ năng gì? Thứ nhất là kỹ năng nhìn ra được xu hướng lúc này là xu hướng gì, được chưa? Chuyển từ xu hướng nào sang xu hướng nào là cái thứ hai, đúng không? Từ hai cái xu hướng đó thì mình ưu tiên đánh về, ưu tiên mà đánh về, đánh lên hay đánh xuống, đúng không? Thứ tư, khi mình vào lệnh stop loss nằm ở vị trí nào, bạn phải biết được stop loss ở vị trí nào thì bạn mới dám vào lệnh. Nếu bạn không biết được stop loss của bạn ở vị trí nào, làm sao bạn dám vào lệnh, đúng không? Bạn dám vào lệnh khi không có stop loss không? Lỡ mình vào lệnh ở chỗ này stop loss hả, nằm tuốt luôn dưới đây, lỗ quá nặng, đúng không? Vậy có cách nào khác để khắc phục cái tình trạng stop loss dưới đây nữa sao? Có không? Có, đúng không? Đó, mình thấy không? Anh em phá xuống xe quay này, chuyển qua xu hướng tăng. Khi mình chờ chỉnh nó về đây, có khi nó sẽ không chỉnh luôn. Bởi vì khi đó thì mình phải xem lực lúc đó quá mạnh, ví dụ volume mua lúc đó quá mạnh đi. Thì anh em chờ nó về test lại MA này thì rất là fail, rất là khó. Anh em bắt buộc phải tìm vào phương án B, đó là phương án vào những khung nhỏ hơn để đánh. Tức là khi đó anh em sẽ vào khung M3, M5, thì khi đó nó sẽ test ở những cái MA có khung M3, M5, M1. Anh em mới vào lệnh được. Còn với volume mà cường mạnh như thế, còn volume như thế này thì nó test về được MA là cái chuyện rất là bình thường. Với volume như thế này, còn volume này mà nó dâng lên tuốt trên này nè, tức là nó phá vỡ cái đống xả này, rất là nó nằm tuốt lên đây này,
thì mình nghĩ là anh em chờ về MA34 và MA89 rất là khó nha. Đó, đây là cách đơn giản này, thế thôi, có cao siêu gì đâu, mình đâu có làm gì cao siêu đâu, chuyển xu hướng từ xu hướng sẽ quay ra xu hướng tăng thì bám theo một mốc thôi, đó đơn giản. Đấy, xong. Có anh em nào hỏi câu hỏi gì nữa không? Không thì bắt đầu mình sẽ kết thúc cái phần giao lưu và lại vẫn like. Mình có thể bắt đầu vào một cái phần khác nữa, đó là phần soi kèo cho anh em. Làm sao để kỷ luật tốt kìa? Anh ơi, trước khi vào lại anh dừng không cũng tách gì vẫn ghê vẫn lên trả lời kìa. Dạ. Cái việc mà làm sao kỷ luật tốt này thì mình nghĩ là do cái bản thân của bạn thôi. Mình cứ giống như là em thường nói á, là mình nên đặt ra cái target ngày cho mình. Một ngày á, mình ăn bao nhiêu á, là đủ. Đấy. Thì cứ mình cứ dựa vào cái target ngày đó, mình cứ cứ đúng đến đó là mình nghỉ. Thì dần dần cái việc kỷ luật của bạn nó sẽ được hình thành. Trước khi vào lệnh dùng những công cụ gì phân tích hả? Ok, trước khi vào lệnh hả thì mình xem xu hướng. Bước 1 của mình vào xem xu hướng. Bước 2 là vào những khung nhỏ hơn để tìm entry và stop loss. Hết. Mình không dùng công cụ gì khác cả. Đó, mình có bao nhiêu mình thể hiện trên bản đồ anh em có thể nhìn thấy mà, mình đâu có sử dụng gì cao siêu đâu. Bước 1 mình vào khung H4, khung D, mình xem xu hướng của ngày hôm nay là xu hướng gì. Ưu tiên đánh cái gì. Bước 2 vào những khung bé hơn tìm những điểm entry và SL. Nếu nó về. Đấy. Còn một cái cách đơn giản nữa là mình chả cần phải xem gì á, đừng có xem, không cần, có một cách trade rất là đơn giản. Có một cách này rất là đơn giản thế này nè anh em. Đó là sao? Đó là anh em chỉ cần xem thử trong ngày hôm đó con nào bơm mạnh hoặc là con nào đâm mạnh thì anh em bám theo xu hướng nó mạnh anh chơi. Ví dụ như cái con A nó bơm mạnh, volume mua tăng cao thì anh em phải chờ về chờ chỉnh lâm lên, giống như con ETH này giờ mình mới chỉ. Ngược lại có một con có tin xấu đâm rất là mạnh thì mình bám mà chờ nó hồi lên rồi mình giọt xuống. Đó là cách đơn giản nhất mà bạn không cần phải phân tích nhiều. Là cách đơn giản nhất. Chỉ có anh em đánh support nhiều quá thì anh em phân tích phải bắt buộc phân tích. Chứ còn anh em mà trên mặt zin á nó dễ dàng lắm. Mình thấy theo mình trade mình thấy á chả cần cả ngày anh em phải ngồi soi chạc làm gì cho mệt. Con thấy con nào mà đang bơm hoặc đang đâm mạnh thôi. Vô phan làm 2-3 lệnh nghỉ thế thôi. Nhẹ nhàng. Đó, nó rất là nhẹ luôn, không cần anh em đòi hỏi kỹ năng cao nha. Anh em chỉ cần biết cho mình này, thứ nhất là MA34 và MA89 này, thứ hai là volume, thứ ba là kháng cự và hỗ trợ ngang, thứ tư là nến rút chân hết. Còn nếu anh em nào mà biết thêm RSA nữa thì ngon, còn anh em nào không biết thì chỉ cần như đó là ok ok rồi. Như đó thôi, những cái kỹ năng đơn giản, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ học, dễ áp dụng và dễ kiếm tiền, như thế thôi là anh em chơi được rồi. Còn anh em đòi hỏi những kỹ năng cao hơn nữa thì bắt buộc anh em phải bỏ đầu tư kiến thức và thời gian, đúng không? Rồi, có anh em nào hỏi về vấn đề trading về kiến thức gì nữa hay không? Nếu không thì bây giờ anh em mình chuyển qua phần cuối cùng là phần soi kèo và nhận định một số coin mà anh em đang bị vướng phải hoặc là anh em muốn mua, anh em có thể hỏi. Bây giờ kèo thì mình mua support hiện tại mình đang lời rồi, mình đang lời. Tại sao lại là đường hai đường EMA đó? Ở hai đường EMA này mình trải nghiệm và mình thấy là nó hiệu quả trong cái vấn đề đánh scalping. Chứ còn đánh EMA 50 và 100 200 thì nó chỉ áp dụng cho support thôi. Đánh margin á, đánh scalping á thì áp dụng hai cái đường này thì nó ngon. Có thể người ta sẽ sử dụng những cái đường ngắn hơn, nhưng mà mình thấy những cái đường ngắn hơn nó rất là nhiễu. Nó nhiễu lắm. Về lý thuyết thì bạn có thể lên Google bạn hỏi nha. Mình thì mình ít quan tâm lý thuyết nhiều lắm, mình chỉ cần quan tâm thế này nè. Mình chỉ cần biết à, bạn chỉ cần biết như thế này thôi. Bây giờ bạn đọc lý thuyết xong mà bạn giải thích lý thuyết, đôi khi mình không hiểu. Mình chỉ cần hiểu thế này là đường EMA89 và đường EMA34 nó có tác dụng gì. Mình chỉ cần biết là một
nến nằm trên đường EMA 34 và EMA 89 là xu hướng tăng. Phải EMA 34 cắt EMA 89 đi lên, đó là xu hướng tăng. 2. Nến nằm dưới EMA 34 và EMA 89, phải EMA 34 cắt EMA 89 đi xuống, nến nằm dưới EMA 34 và EMA 89 thì xu hướng giảm hết. Thế thôi, mình chỉ cần biết như thế thôi, mình không cần biết nó được hình thành từ như thế nào, mình không quan tâm, mình chỉ cần quan tâm công dụng của nó xài lại gì. Thế thôi. Đấy. Bạn phải chỉnh nhá, bạn phải khi mà nó ra đường thì mình phải vô cái phần cài đặt này mình chỉnh này. Đấy, mình sửa cái số con số lại thôi. Đã ra liền à. Đấy. Sửa lại. Nó ra EMA 9 thì mình sửa thêm số 8 thành số 9, còn EMA 8 mình sửa thành 34. Mình dùng entry kiểu gì chỗ hả? Thì mình dùng rất là nhiều cách để mà bắt entry như bạn, chứ không phải riêng một cách bằng EMA đâu. Ngoài cách EMA ra thì mình còn bắt theo trường hợp mình bắt theo bằng nến, mình bắt theo nến và mình bắt theo những cái vùng supply và demand zone nữa. Nó có rất là nhiều cách bắt entry của mình, chứ không phải là một cách đâu. Mình có rất là nhiều cách bắt entry nha, không phải là một cách. Mình có rất là nhiều cách. Thứ nhất là EMA nè, thứ hai là kháng cự hỗ trợ ngang nè, thứ ba là nến nè, thứ tư là supply demand zone nè, thứ sáu là row nến nè. Đấy. Mình ít khi nào mà bắt entry bằng cái đường trên line lắm. Ví dụ như cái đường trên ngang này nè. Đó, rất ít khi. Ngoài ra mình có thể bắt entry bằng RSI nữa. Nhiều cách lắm. Nhưng mà kiến thức rộng mà. Anh em có thể học hỏi từng cái. Ví dụ như ban đầu anh em học bằng EMA 34, EMA 89, học xong anh em test ok, xong anh em nhảy qua cái phương pháp mới đó là bắt kháng cự và hỗ trợ ngang, hoặc là loại gì ta, supply demand zone. Và những cái kiến thức này là mình có làm clip chia sẻ ở TikTok á, anh em có thể follow TikTok của Hasimizin á để anh em có thể học dần dần. Ok, anh em vào group anh em không thiếu cái kiến thức gì đó thì anh em có thể hỏi và mình và các anh em khác có thể clip cho anh em, giúp anh em. Có mình có chia sẻ rồi, YouTube của HC đó, và có tên TikTok nữa. Mình đang làm chuỗi clip về phân tích kỹ thuật cho những cái này mới trên TikTok á, nên có thể follow TikTok của HC Magazine đó để nên có thể hiểu được từ A tới Z, tóm tắt thôi, còn mà đi chuyên sâu thì nó dài lắm. Ok chưa? Trong Magazine có lại kép hay không? Magazine thì mình đánh bằng USDT mà sao lại kép? Lại kép thì bạn gấp thép lên. Ví dụ như mà đánh bài á, bạn đánh bài thì ví dụ bạn bỏ 10.000 có thể bạn ăn 10.000, hoặc là bạn có thể ăn heo, ăn đồ cái kiểu thì nó lên số tiền nhiều. Còn trong mặt zin này thì bạn bỏ, bạn đánh đồng bảy to thì lợi nhuận của bạn lớn, còn mà đánh đồng bảy nhỏ thì lợi nhuận của bạn ít. Thế thôi, mặt zin mà lãi kép như kia sao được. Mặt zin dùng USDT đánh bằng ăn USDT mà chỉ có sử dụng đồng bảy lớn thôi. Ok chưa? Rồi bây giờ chuyển qua cái phần Ancoin. Hiện tại là anh em thích Ancoin thì anh em cứ hỏi về Ancoin. Ok, bắt đầu anh em hỏi về Ancoin đây. Ai thích hỏi bằng mic thì phải tay, bật mic cho anh em hỏi. Solo đúng không? Solo mình nói lâu lắm rồi, mình nói hoài cái con này rồi anh em. Mình nói con này rất là nhiều lần luôn, mình nói là 3-4 đô ngó lại đúng không? Này, đợt xe quay gãy nè này. Này mình nói con này rất là nhiều lần rồi, mình vẫn giữ quan điểm này, mình nói rất là nhiều lần, rất là nhiều lần ở những buổi zoom của mình, được chưa? Vùng 3-4 đô hy vọng. Ok không? Đó, con này mình nói rất là nhiều lần rồi, nó chạy hiện tại nó đang đi đúng kìa, cho nào nó về đó được cái tính, được chưa? Đây là con Celo. Con này mình nói tuần nào mình cũng nói, tuần nào mình cũng thấy bạn nào hỏi đó, mình cũng sau con này hiện tại nó vẫn chạy y như cái nhận định của mình qua, thì nó xuống được đó là tính. Lina đúng không? Lina hôm bữa chặt khá là đẹp, mình có cho anh em múc nè, mà không biết nó về cái entry của mình cho chưa. Đây này, hiện tại anh em mà đi support con này thì có thể cân nhắc nha. SL 0.038 này,
bữa trước cái câu này rất rất là đẹp, chặt rất là xịn sò luôn. BC nó phá đa, nó phá cái là nó làm con này ổn luôn. Được, con này mua support ăn ăn ok mà. Bữa chặt con này đẹp quá trời. Volume mua to khổng lồ luôn. SL đúng của con này nó nằm tận dưới đây này. Đây, SL á. SL mà tính theo con D nó sẽ nằm dưới đây. Xa đấy. Nên anh em có thể mua rải được nha, mua rải từ giá này cũng ok nè. Nếu mà con Lina, Lina bữa thật ra chỗ này đã đẹp này, nhưng mà BC nó phá quá thì nó phải tục thôi. Anh em có thể mua Lina rải được. SL đây, SL 0.03 nha, mua rải ra. Mua rải từ giá hiện tại này rải ra. Volume như thế này thì ngon nè. Volume như thế này thì ok, còn anh em sợ thì anh em bắt 0.04, 0.03 là dưới 0.03. Nó là nó chạy như thế này nè. Con này mà ngon thì nó sẽ có những cái mất TB này. Đây là mất mất TB dự kiến nè. 0.01 này. Đó, đây là những mất TB bữa mình đo được nè. Nếu mà BC không phá thì đây là những mất TB mình đo được, còn BC phá thì thôi chịu. Bởi vì đánh anh coi nó phụ thuộc vào BTC nữa, chứ không phải anh em cứ nhắm mắt mua có lời đâu. Được chưa? Nếu mà em mua nào mua thì chỉ có thể rải ra mua được. SL dưới 0.03 nhé. SRM à? Ok, mình đến xem SRM. SRM như mình cũng nói là khá là lâu rồi đó. Nhưng mình cũng nói đây. Nhiều ông lên YouTube bảo tôi khùng. Là SRM ok. Anh em cứ hai mô hình hai đỉnh này. Thấy không? Một đỉnh hai đỉnh này. Về 3 đến 4 đô hãy ngó lại nha. Chừng nào về được 3 đến 4 đô hãy ngó lại, thậm chí sâu hơn đó anh em. Với mô hình hai đỉnh như này thậm chí có thể sâu hơn đó nha. Với mô hình hai đỉnh như thế này thì thậm chí sâu hơn, có thể nó xung quanh khu vực này nó bật lên nó hồi. Tuy nhiên, với cái đà mà gãy cái chen lai, gãy cái chen chéo này á thì mình thấy xấu đó. Mình thấy xấu cho cái con SRM này đó. Xấu á, con SRM này khá xấu. Về 3 4 đô ngó lại, khả năng 3 đến 4 đô sẽ có nhịp hồi. Nha anh em. Con SRM á. Serum ONG một con thôi nha bạn, bạn kia bạn đừng hỏi nhiều con quá. Để nhường cho anh em khác ta hỏi nữa. Đây. OGN volume khá là đẹp. Mà tuy nhiên nó phá đao không thành công. Phá đao không thành công nha. Mình có view một cái play như thế này. SL dưới 0.07. Con này SL hơi xa đấy. SL 0.7, con này SL hơi xa nên là anh em mà mua con này thì cân nhắc. Đi bên bé. Đi bên vừa vừa thôi. SL xa đấy, SL 0.7 luôn. SL tận dưới đây nè. Nên là nếu có mua thì cân nhắc tiền, rải tiền ra, đừng có on in là được. Nó mà phá được cái đấm này, đấm nến ngon thì target con này hơi hơi ngon. Chờ, đây là SL nè, 0.7 á. Con bay hả? Con bay này thì chạc không được đẹp lắm, chạc này mình nghĩ là còn tích lũy lâu lâu á. Con này mình nghĩ là tích lũy khá là lâu đó. Nè. Anh em mà có mua thì cân nhắc tham khảo. Con này mình nghĩ nó sẽ còn sẽ quay tiếp, chưa bay được. Nha. Xét theo phân tích kỹ thuật thì ok. Nhưng mà con này mình nghĩ là nó sẽ còn sẽ quay. 6.8 hả? 6.8 thì ôi. Nhiều ông quan tâm con này lắm này, thôi để tôi phân tích cho anh em. Này. Rồi đó. Được đưa ra 3 target mà cuối cùng ăn được có 1 target đầu, 2 target kia fail. Hiện tại thì chạc C98 khá là xấu. Nha. Mình hy vọng nó sẽ không gãy cái chỗ này. Đây là chốt chặn cuối cùng. Nếu mà nó gãy chỗ này thì anh em sẽ thấy đầu một có đó. Nha. C98 hơi xấu, không đẹp. Hồi chiều hồi sáng mình có mua XC98 quanh khu vực này nè. Khu vực 2.9 nè. Giờ lời được ít rồi.
có báo anh em đi chợ đó, mà không biết anh em có đi chợ hay không. Rồi được 7% mà. Ngon. Đó, giặc xem 8 số ồ mà nè, chỉ từ xu hướng tăng thì xu hướng giảm, mà chốt chặn cuối cùng là quanh khu vực 2.8 này, gãy 2.8 thì anh em tự hiểu rồi đó. Khá là xấu nha. Nên chiến thuật của mình đánh coi, anh coi vào thời điểm cuối năm này sẽ là bán tỷ. Rồi à. Rồi. Rồi 6 ồm anh em, 6 ồm anh em ơi. Rồi có mình chờ nó về đây tính sao. Nè. Có thể nó sẽ không gãy được chỗ này. Có thể nó sẽ không gãy chỗ này, bên này hỗ trợ, này hỗ trợ cứng mà. Tuy nhiên thì anh em có thể nhìn thấy một cái tam giác được hình thành quanh khu vực này. Rồi nếu mà nó gãy cái chỗ này thì anh em nhìn thấy là cái chiều cao của cái đoạn này là nó sẽ bằng cái target của cái đoạn gãy. Này, có thể nó sẽ đâm như này. Về 2 đô có nha. Nha anh em. Con này có thể về 2 đô cũng có thể nha. Không đùa đâu. Bởi vì đây là trường hợp mình xét theo phân tích kỹ thuật nè, còn đôi khi nó sẽ sai lệch do tin tức này kia cái thứ nữa. Đó. Nếu mà xét theo phân tích kỹ thuật là nếu mà nó gãy cái động cạnh dưới này nè, 9 đô này, có khả năng nó sẽ về những cái mốc như thế này. Thậm chí là 1.8 là 2 đô nha. Đó, đó là con Ray. Cân nhắc nha. Giống nhìn con Ray giống con DDX không? Ê, giống con DDX đúng rồi. Đợt mình cũng có cho con DDX lúc 18 đô á. Mình có nói y chang luôn là chạc DDX nè. Đây. Chạc DDX thành đợt này. Đó, đợt chạc DDX thành đợt này nó nằm ở vị trí này nè. Mình có nói là gãy chỗ này là nó xuống quanh khu vực này nè. Xong nó hồi lên nè. Đó, y chang luôn, không khác gì. Nè. Mình ôm support, mình support for Ray. Ray ôm giá nào anh ơi? Đó, em mới phân tích Ray á. Bay thì nó đang xe quay rồi. Nè nè, 6 ồm, 2 đỉnh này gãy nè. Nè này hả? Nè em thấy 6 không đẹp. Nè nó y chang cái chạc con Nè, nó y chang như con Berserker luôn. Muốn đi lướt thì được nè. Đấy, xếp. Để em xem thử. Đi này mà để mua lại thì em nghĩ là quanh 6 nó 7 đô. Mua để lướt. Để lướt ăn lại được. Còn điểm đẹp con đi này em nghĩ là quanh 3 nó 4 đô đó. 3 nó 4 đô là điểm đẹp. Nha. Con đi này 3 nó 4 đô là điểm đẹp. Có thể hâu là dài hạn được. À, nó bây giờ được cái chỗ quanh khu vực MA34 thì ngon này, tức là 5-6-7 đô đó, có thể ăn được cái nhịp hồi. Còn điểm đẹp con này thì em thấy là khoảng 3-4 đô. Quay xe quay rồi khét à, khét ở trong này làm gì có đâu mà hỏi. Khét này là phần game, bên game rồi, chịu con này thì chịu rồi. Con này thì phải hỏi bên TC á, mình không biết con này. DDX hả? Hiện tại đang hồi nha. DDX hiện tại đang hồi, H4 khá là đẹp. Hồi được. Cản gần nhất của nó quanh khu vực 14-15 đô. Nãy mình có lòng con DDX này giá 13.7 nè. Chốt 14.1. Thôi bay sẽ quay kệ nó đi, mình cũng có mua bay mà cho mình mang stack rồi. Atom à. Atom, mình phân tích nhanh nha, phân tích nhanh cho anh em. Giờ anh coi con nào cũng vậy đó, mình kêu anh em mua từ sáng sớm mà chứ không phải bây giờ mà anh em mới hỏi. Anh em bây giờ hỏi là anh em nói giá nó đã hồi 10% rồi. Quá muộn rồi. Anh tôm xấu mà. Đẹp đâu.
Tôm này còn rơi á, mình nghĩ còn rơi đó. Cân nhắc thì vậy là coi thử nó về quanh cái khu vực này thì tính nó lại 19 đến 21 nha. Nếu mà nó về 19 21 thì mua, còn không thì nó chạm được MA34 này, quanh 24 bắt đầu rải dần, mua dần thôi. Mua dần nha, 24 quanh 24 trở xuống bắt đầu rải mua dần. Nó 19 đô. Sẽ ăn được nhiều hồi đấy. Quát. Con này không có nha. Mấy con này mua ở đâu không biết. Này, mình có cho này. JB may mà mình thoát thôi, hàng hôm bữa mình mua 35 đô. Mình chốt 47 đô sao? Bữa mình mua ba mươi mấy đô á, đây bữa đâu mình mua quanh quanh khu vực này bốn mấy đô này sao á, mình lên đây mình chốt à, mình chốt cái tuần mà tuần trước, mình chốt từ tuần trước là mình nói anh em rồi là nó hồi ra là mình té lên. Đây. Anh em có thể xem xét nè, 3x gom hàng dọc nè, con hàng này là ôm dài hạn đấy, mình đánh giá con này cũng khá là cao, nhưng mà mình nghĩ con này nó sẽ còn sẽ quay khá là lâu nên là anh em có thể chi vôn ra mà mua, mình có mua anh in là được. Avat phá ITH rồi. Avat thì mình nghĩ là nó chỉnh là nó sẽ còn lên á. Avat chạc đẹp mà. Sinh thái ngon, nhưng mà giá này không phải là giá anh em thích hợp để anh em mẻ vào anh em mua. Chưa? Avat thì không nên vào giá này. Đó là lời khuyên của mình, còn anh em nào mua giá này thì tùy anh em. Với tình hình như thế này thì mình nghĩ là Avat anh em không nên vào. Vào từ hôm bữa nó phá ATH mà vào 78 mà giờ vào là hơi rít đỉnh, không biết đu đỉnh đó. Cẩn thận đu đỉnh con này, con này mình không khuyên nha. Shiba và Dog một con thôi bạn ơi, hỏi cho anh em khách hỏi nữa. Bạn hơi lắc Shiba, mình nghĩ về đây nè. Mình chờ nó về đây nè. Đó, Shiba mình chờ nó về đây nè. Để nó. Nha. Còn những cái đoạn này thì anh em lướt ngắn thì được ok, nhưng mà mình nghĩ Shiba nó về đây, có khả năng nó sẽ về đây. Nhiều người bảo điên rồi thì cứ chờ xem. Shiba lướt ngắn được. Nói chung là con nào mà lúc sáng nay anh em mua đều lãi hết. Đúng không? Còn hiện tại thì Shiba không đẹp, chạy không đẹp. Mình kỳ vọng nó về đây. 18221. TCL à, rồi tha đây, người ta cho anh em đây, giờ đang hồi mà chặt đang hồi mà, con này thì đang đi xe quay đỉnh thấp dần, con này đang đi xe quay nha, nha bạn, con này đang đi theo xe quay đỉnh thấp dần rồi, có gom hàng thì gom quay quanh cái hỗ trợ này, gom ít, để mình xem mà đến tháng, đến tuần nó đẹp không, đến tuần không được đẹp lắm. Nhưng mà nó vẫn thể hiện xuống tăng. Đến tháng thì cũng không không đẹp lắm. Đến tháng rồi ai khá là thấp. Đến tuần thì xu hướng tăng nhưng mà đỉnh bắt đầu thấp dần. Chú ý cái vấn đề này, đỉnh mà thấp dần thể hiện xuống giảm, anh em có thể gom hàng con này quanh cái khu vực này nè. 5 đô á, 45 đô á thì ok hơn. Linh hả? Linh là báo anh em mua, anh kêu anh em chốt lời bớt đi, anh em chốt lời. Tham lam, giờ con nào trả xấu. Con này đang về hỗ trợ, con này đang về test hỗ trợ nhưng mà thấy cái trendline nó bị gãy rồi, khá xấu. Đang về test hỗ trợ này đây là hỗ trợ gần nhất nè đó. Đoạn này khả năng sẽ ăn được cái dịp hồi hồi lên là xuống, khả năng sẽ xuống tiếp. Còn nếu mà nó tạo được mô hình hai đáy ngay vị trí này thì nó lên. Tại nó sẽ như thế này. Nó có khả năng nó sẽ đi như thế này. Còn trường hợp mà nó gãy xuống này luôn thì nó sẽ đi như thế này. Được chưa? Đó. Nếu mà nó trụ được hai, tạo thành mô hình hai đáy ngay vị trí này thì ngon. Được chưa? Nếu anh em mua 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 vị trí còn ngồi quanh quật này thì SL dưới đây. Dưới 24 độ. TCL, TCT là con gì ta? Con lạ vậy ta?
Rồi, mắt thường nhìn thấy con này đi xe quay luôn. Chả có gì cả. Đi xe quay lực xả yếu. Râu nhiều, không chơi con này. Bản thân mình mà nhìn con này không chơi. Râu nhiều quá. Râu râu như thế này mình không bao giờ mình mua. Nên là có chơi chơi nha, nên đi xe quay á. Những con mà râu ria dài như thế này mình sẽ không chơi. Dora về đến cũ được hay không? Dora như TNC có cho anh em mua từ lúc 10 tới 11 đôi, hiện tại đã x2 rồi đó. Mà anh em còn hỏi nữa là chịu rồi. Mình có thấy TNC bốt cái kẹo Dora này ở lúc 10 đôi tới 11 đô, hiện tại giá là 20 đô, đã x2 rồi. Sushi à? Đây, Sushi nè. Chia vốn ra mà mua SL dưới 6 đô nha. Cuối năm rồi anh em nên cẩn thận. Nói chung là cuối năm mà mình không có chơi kiểu ôm hàng, mình chơi kiểu bắn tỉa lời mình té cho nó an toàn. An toàn là trên hết. Đây là con Sushi nha. Con này mình nghĩ bình thường. Cũng đang đi xe quay nè. Anh em họ gom hàng bây giờ là trễ rồi. Gom mà gom lúc sáng nè, mà ngon. Lúc sáng là bây giờ anh em làm hết họ ít nhất khoảng 10-12%. 10-15%. Giờ anh em họ là trễ rồi. Con này vẫn đang trong xu hướng tăng. Chưa gãy đâu. Giá nó vẫn đang trong xu hướng tăng nè. Đó. Chạy trong tam giác nè. Ok chưa? Gãy dưới đây là ổn. Gãy dưới 33. 0.0033 là ổn nha. Nên là mua con này thì lướt ngắn này được. Nhưng mà SL hơi xa đó. Là chú ý, con này thì mình nghĩ là nếu như mình thì mình sẽ không chơi mấy cái chạc này, mình chỉ chơi khi nào khi mà thị trường đỏ mình vào mua thế thôi. CLV. CLV gãy rồi. Gãy tạm thời nhưng mà được cái nó vẫn còn được đỡ bởi cái hỗ trợ ngang này. Con này thấy lạ lạ nè. Thôi nói tóm lại là tất cả các con coi hiện tại và cuối năm rồi thì mình khuyên anh em là chơi theo phương pháp như mình nói á, chơi phương pháp bắn tỉa thì nó sẽ hay hơn. Còn anh em muốn xác định hao dài hạn á thì nên mua những cái coi mà coi nền tảng, ví dụ như FTT hay gì đó. FTT thì mình thấy là có khả năng nó sẽ về đầu 3 cũng có đó, hoặc đầu 1 đó. Đó. Mình mua từ 53, bữa mình làm chốt bớt rồi nè. Bữa mình báo anh em á, mình chốt bớt rồi, con này mình thấy khung D khá là xấu. Khung D con này khá là xấu anh em à. Nó còn được đỡ bởi cái vùng 44 đô này thôi. 44 đô này nó mà gãy luôn thì ôi rồi ôi. 44 đô nó mà gãy nó sẽ tạo ra cái này. Xấu á. Con này mà gãy thì thôi, anh em chuẩn bị bắt entry thấp hơn. Nha, này quanh khu vực dưới đây nè. Đó, đây là cái vùng mình nè. Vùng này ngày xưa mình đo rồi. Đây là vùng gom hàng khá là ghê. Nếu mà anh em nào biết phân tích kỹ thuật về BOC á, về volume profile ấy, thì khả năng là cái vùng này là vùng gom hàng của tụi nó này, 28-30 này. Nên là cái con này về xác định âm dài hạn á, tiền dần rỗi thì hãy mua, còn không thôi đừng mua con này. Bây giờ mấy con này hàng là giống một pin bi á, tăng lâu lắm. Rồi anh em còn câu hỏi nào nữa hay không? Nếu không thì mình up. Đó là một vài nhận định của mình về một số anh coi. Nếu như không có câu hỏi nào nữa thì mình up nha. Ok, IOT. Sao ra không ra ta? Sao không ra ta? IP đi.
Ok, mình chỉ so cho anh em một hai con nữa rồi mình anh em mình up. Sao không ra ta? À ABS. Ok. ABS này bạn mua chưa hay là bạn chưa mua? ABS này nó đang về vùng hỗ trợ rồi nè. Em mua rồi ạ. À. Em mua này từ đợt em vẫn đang giữ ạ. À. Mua giá nhiều quá. Một trăm mấy đúng không? Em mua là 47 ạ. À 40.47 hả? Hiện tại nó đang đi sale quay nè, nó đang ở vùng tích lũy thôi, chưa có gì cả. Nha. Mắt thường thì tạm thời đang ở vùng sale quay tích lũy. Chưa có biến gì cả. Và chưa có dấu hiệu tăng. Nha. Nó tạm thời cứ giữ thôi. Mà cuối năm thì mình chơi bắn tỉa, mình không có chơi hao. Nhắc lại nha, đây là cách chơi cuối năm của mình. Mình có thể thay đổi cái plan này ở những thời gian khác, nhưng mà thời điểm hiện tại mình chơi bằng phương pháp này. Còn anh em chơi phương pháp nào thì chịu, đó là phương pháp của mình. Anh cho em hỏi lại là Lia em mua ở giá 10 thì bây giờ nên xử lý như nào? Lia. Vâng ạ. Motorbot hay là Amazon? Support ạ. Motorbot thì how to die thôi chứ, mình mở phân tích nào đó. Sau đến 7 đô ngó lại. Mua 10 đô thì khả năng ít ngày tới nếu mà nó hồi lên 10 đô thì có thể cân nhắc. Vâng, để em chờ hồi xong rồi em cắt ạ. Em cảm ơn anh. Con Ni này về dài hạn, mình xét dài hạn nha. Đây mình xét dài hạn. Thì giá tốt của nó nằm quanh khu vực 3 đến 4 đô. Còn giá mà bạn mua thì mình nghĩ là giá cao. Để mà cuối năm nữa, với lại cộng với cuối năm nữa mình không khuyến khích. Anh em có thể mua coi vào cuối năm. Anh em chỉ nên mua coi mà đầu tư một cách hiệu quả, đó là khi thị trường đỏ anh em vào anh em chơi nhẹ đầu. Như bản thân mình á, như cái giai đoạn cuối năm này mình chơi cái kiểu đó. Mỗi giai đoạn nó sẽ có một phương pháp chơi khác nhau, không có lúc nào nó đi giống lúc nào. Có thể là nó đau về những cái khung lớn hơn mình. Ví dụ nha, con Ni này nè, trường hợp mà nó xui đi mà thị trường nó điều chỉnh mạnh, tức là BC về khoảng đầu 40 á, thì con Ni này có khả năng sẽ về đầu 2 đô tới 4 đô. Có khả năng sẽ về quanh khu vực dưới đây, hỗ trợ cạnh dưới này. Đó, quanh khu vực dưới đây, hoặc là thậm chí sâu hơn nằm dưới đây. Được chưa? Thì lúc đó mình sẽ cân nhắc mua hao dài hạn. Được chưa? Còn thời điểm hiện tại là cuối năm rồi, giá nó đã nằm ở vị trí khá là cao rồi, thì mình khuyên anh em rằng nên chơi bán tỉ thì nó sẽ hay hơn. Đó. Còn anh em có thể nghe hoặc có thể không nghe. Con gì M M L R hả, là con gì ta, M R con này râu ria không vậy? Con này cũng đang được tích lũy mà, con này cũng đang được tích lũy mà, con đang được tích lũy bạn ơi. Con đó mình đợt mình cho anh em mua từ giá 38 đô lên 50 mấy đô, mình cho anh kêu anh em chốt đi, không chịu chốt à, giờ tính đủ đỉnh đó à. Để mình show con đó lại nha. Anh ơi anh cho em hỏi cách bán tỉa của anh là hay lúc nào? Lúc sáng là mình có call anh em rồi đấy. Tức là cuối năm này mình sẽ chơi thêm phương pháp bán tỉa, tức là sao? Khi thị trường đỏ lửa vào những cái mốc quan trọng mà mình nhận định á, thì mình sẽ báo cho anh em là vùng này có thể anh em đi support được này, đi chợ shopping được này, 20-30% tài sản mua để ăn nhập hồi 10-20%, ưu tiên những cái con nào đó thì anh em vào anh em mua, trường hợp nó rơi nữa thì anh em mình mua thêm. Thì hồi sáng lúc 6:27 anh em có thể xem lại channel á, mình có báo anh em rồi là có thể đi chợ được rồi. Rồi mình nhắc lại một lần nữa vào lúc chiều là con LTC á, là nó đã chạy đủ cái target mà short rồi. Mình có nhắc anh em một lần nữa là đi chợ đi. Mình báo group public luôn và cả private luôn là anh em đi chợ đi. Lúc đó BTC là 55.000, lúc đó BC nằm vị trí này này. Lúc đó BC nằm ở chỗ này này. Anh em, đó, lúc đó BC nằm ở chỗ này này. Mình có báo trên channel cho anh em rồi, mình kêu anh em đi chợ đi, còn ngại ngùng gì nữa mà không đi. Đó, mình có rõ ràng, mình có báo kèo cho anh em. Và hiện tại anh em có thể thấy nếu mà anh em vào hàng lúc sáng hoặc là lúc trưa, lúc chiều đó, ở giá BC nó nằm ở vị trí này thì anh em cứ nghĩ tính đi. BC nó hồi 4% thì anh em cứ qua đo anh coi nó hồi bao nhiêu phần trăm là anh em tự biết. Đấy, mình ví dụ đơn giản thôi, như con đốc này. Con đốc đúng không? Nếu mà anh em mua lúc đó thì có phải là nó khi mà đó là nó giá của nó sẽ là 38 đô không?
đúng không? Có phải là lúc đó là thời điểm mà giá nằm vị trí này không? Đây vị trí này nè, đây cũng được nè, thì bây giờ tăng được bao nhiêu? Được 7% đúng không? Đánh support 7% đến 10% là cũng khá là ngon rồi. Ok chưa? Còn con dot này hả? Để xíu nha. Con dot này chạc cũng đâu được đẹp đâu. Dot là đang đang muốn hình thành vai phải nè. Nó muốn hình thành vai là vai đó. Đây. Đây. Khả năng sẽ lên đây. Nha. Quanh quanh khu vực 44-45 nè. Đó. Tạo thành vai là vai đó. Đang hỗ trợ rồi. Đang hỗ trợ lớn của khung D đó. Báo anh em mua từ chiều, từ sáng sớm mà giờ anh em hỏi cái điểm mua nữa thôi. Tôi xong rồi, giá chạy rồi. Thị trường đỏ là thị trường người ta đi gom hàng, còn anh em ít xem thì chịu thôi. Nói chung là kiếm tiền mà làm sao mình ăn đến em được. Anh em nào nghe thì anh em kiếm một tiền, còn anh em nào không nghe thì cũng có một tiền với anh chị thôi. Mình nhận định về khả năng của mình thôi. Ai nghe thì nghe, không nghe thì thôi. Kiếm được tiền anh em có cảm ơn mình đâu. Lên YouTube, up YouTube toàn thấy chửi không? Ok, nếu anh em không có câu hỏi gì nữa thì mình kết thúc buổi Zoom tại đây nha. Cảm ơn Vĩnh, cảm ơn anh em đã theo dõi và lắng nghe về nhận định thị trường, một số đồng coin, phân tích BTC và cũng như chia sẻ của Vĩnh về cái quãng thời gian khó khăn cũng như là động lực giúp Vĩnh trả được hết cái số nợ và có được cái thành công của ngày hôm nay. Thì mình mong muốn là, hy vọng là anh em sẽ nối tiếp cái những cái kinh nghiệm mà Vĩnh đã chia sẻ cho anh em để có thể giúp ích cho bản thân mình ít nhất là một cái gì đó, học hỏi từ bạn ấy những cái cố gắng, những cái thành công bước đầu đi như thế nào, khó khăn ra sao, cách khắc phục như thế nào, học hỏi từ đâu để từ đó hoàn thiện cho bản thân mình, để anh em xác định được đây là một cái nghề để anh em kiếm được tiền cho dài hạn, kể cả support, kể cả vaccine. Và hy vọng rằng anh em sẽ có những cái kiến thức bổ ích giúp cho anh em có thể vững ở thị trường này. Cảm ơn anh em rất nhiều. Buổi Zoom hôm nay thì kết thúc tại đây nha. Những cái nhận định và những cái plan về BTC của mình, mình sẽ update trên channel của HC Magazine. Thì có thể anh em lên đó theo dõi cập nhật. Buổi này có record nha và up lại trên YouTube, và ngày mai sẽ có link cho anh em. Được chưa? Có lưu lại và up YouTube nha. Ok, bye bye anh em nha. Ok, bye bye anh em. Chúc anh em ngủ ngon.